Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share. Để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Tầng chót của đan tháp là một đại điện cực kỳ rộng lớn, chỉ khi có khách quý đến thì các cự đầu mới tiếp đón họ ở đây. Mà lúc này, đại điện đã trống trải rất lâu lại có vài bóng người đang tùy ý ngồi, một bên có thị nữ cung kính châm trà rót nước. Ha ha, phong tôn giả nhiều năm không thấy xem ra ngươi vẫn tiêu diêu tự tại như trước a ngồi trong đại điện huyền không tử nhìn khuôn mặt ẩn chứa vài phần tiêu ý của lão giả áo xanh cười nói lão giả áo xanh chính là phong tôn giả vừa được tiêu viêm truyền tin lão ngay lập tức ngựa không dừng vó phi tới từ tinh vẫn các nghe huyền không tử nói hắn ngược lại lắc lắc đầu cười đáp đâu được như ngươi nói so với đan tháp thì tinh vẫn các chúng ta chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi bên cạnh phong tôn giả còn ngồi một lão giả khuôn mặt già nua nhưng thân thể lại thẳng tắp như một cây thương. Làm người ta có cảm giác cực kỳ sắc bén, giống như ngồi ở chỗ này không phải một người, mà là một thanh kiếm lạnh lẽo sắc bén. Ha ha, lão phu đã lâu chưa ra khỏi đan vực. Không biết vị bằng hữu này là ánh mắt huyền không từ chuyển về phía lão giả này, cười hỏi. Tên trước kia ta đã sớm quên, sau này tự lấy cho mình cái tên thiết kiếm. Đối với huyền không tử, Vị lão giả này cũng chỉ biểu hiện ra vài phần khách khí. Lão khẽ chắp tay, cố gắng nặn ra một nụ cười trên mặt. Thiết kiếm, phải chăng chính là thiết kiếm tôn giả, người năm năm trước đơn thương độc mã huyết tẩy ngọc kiếm môn. Nghe vậy, trên mặt huyền không từ nhất thời hiện lên chút kinh ngạc. Khóe môi lão giả khẽ giật giật rồi gật đầu một cái. Hiển nhiên cũng không nghĩ dây dưa nhiều ở cái đề tài này tính nết lão già này là như thế ân oán giữa hắn và ngọc kiếm môn quá sâu vài lời không thể nói hết được phong tôn giả cười cười ánh mắt đột nhiên đảo qua đại điện hỏi tiêu viêm đâu tên nhóc kia gọi ta đến mà giờ còn chưa lộ diện sao ha ha phong lão nói đùa vãn bối sao dám chậm trễ chứ phong tôn giả vừa dứt lời một tiếng cười khẽ từ ngoài đại điện truyền tới chợt mấy đạo thân ảnh đẩy đại môn ra rồi từ từ tiến vào vừa vào đại điện ánh mắt tiêu viêm liền dừng lại trên người phong tôn giả trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm hành động lần này tất nhiên không thể thiếu phong tôn giả tận mắt thấy hắn ở đây thì tiêu viêm mới hoàn toàn yên tâm cửu tinh đấu tông ánh mắt phong tôn giả cũng lướt qua người tiêu viêm chén trà đang đưa lên miệng liền khựng lại kinh ngạc nói hắn nhớ rõ lần trước chia tay tiêu viêm mới đột phá lên đấu tông mà thôi từ đó đến giờ mới qua một năm có thể tăng lên đến cửu tinh sao khuôn mặt thiết kiếm tôn giả bên cạnh cũng biến đổi ánh mắt vốn bình tĩnh của lão xẹt qua chút chấn động trên đường đi phong tôn giả cũng đã nói rất nhiều chuyện liên quan đến tiêu viêm từ đó có thể thấy phong tôn giả rõ ràng rất vừa lòng với tên đệ tử này của dược trần lúc đầu thiết kiếm tôn giả cũng không quá để ý nhưng hiện giờ tự mình gặp mặt lão mới cảm giác được khuôn mặt trẻ tuổi kia quả thật cực kỳ bất phàm. Ha ha, may mắn mà thôi. Tiêu viêm cười cười đi vào đại điện, phía sau hắn là tiểu y tiên. Thiên hỏa tôn giả cùng với khuôn mặt đầy vẻ lười biếng của tử nghiên, nha đầu này rất không hài lòng về việc tiêu viêm kéo nàng đi gặp mấy người không hề quen biết. Để nàng ngủ thêm chút nữa, không phải tốt hơn sao? Phong tôn giả cười cười, nhưng ngay sau đó, ánh mắt lão liền động lại trên người tiểu y tiên và thiên hòa tôn giả khuôn mặt già nua của thiết kiếm tôn giả cũng trở nên ngưng trọng, ánh mắt chăm chú nhìn hai người tiểu y tiên. Cùng là đấu tôn, lão có thể cảm giác được, thực lực của lão giả và nữ tử này dường như còn mạnh hơn cả mình. Hai vị này là phong tôn giả chừng mắt nhìn, xem bộ dáng này, hai người tự hồ có quan hệ với tiêu viêm. Quan trọng hơn là thực lực của tiểu y tiên cùng thiên hòa tôn giả. Hai người này đều đã đạt đến tam tinh đấu tôn đều là bằng hữu của vãn bối, họ sẽ giúp đỡ chúng ta trong lần này, vị này là tiểu y tiên, vị này là thiên hòa tôn giả. Tiêu viêm cười đáp, nghe vậy, dù lấy định lực của phong tôn giả thì trong lòng cũng không khỏi có chút chấn động, mới ngắn ngủn hơn một năm không gặp tiêu viêm không chỉ đạt đến từ tinh đấu tông. Mà bên cạnh cũng nhiều thêm hai vị bằng hữu có thực lực tam tinh đấu tôn. Tốc độ phát triển làm cho người ta phải líu lưỡi. Ai, không hổ là đệ tử được lão già kia xem trọng A quả nhiên không thể cân nhắc theo lẽ thường. Phong tôn giả cười khổ một tiếng, một năm trước tiêu viêm chỉ là một mao đầu tiểu tử mới vào Trung Châu mà thôi. Nhưng hiện giờ đã có thanh danh hiền hách tại Trung Châu. Trận tỷ thí kinh thiên tại đan hội giờ đã truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Lão nghĩ nếu phong lô nhị kia nghe được tin đồn này. Chỉ sợ sắc mặt sẽ rất phấn khích một bát phẩm luyện dược tông sư cũng không dễ trêu như vậy vị này là thiết kiếm tôn giả cũng là người ta tìm đến giúp đỡ ai vài bằng hữu trước kia vừa nghe phải đánh nhau với hồn điện thì đều đã lùi bước ta cũng không muốn ép phía sau họ đều có nhiều thế lực liên lụy sợ nếu chọc giận hồn điện thì sẽ gặp bay vạ gió phong tôn giả thở dài một tiếng sau đó chỉ vào thiết kiếm tôn giả nói tiếp lão thiết kiếm này cũng chỉ có một thân một mình năm xưa dược trần từng có đại ân với hắn nếu không giờ đây hắn cũng không báo được huyết cừu nghe nói ta muốn đi giải cứu dược trần. Hắn liền chủ động đi qua. Tiêu viêm nghe vậy liền yên lặng gật đầu, xem ra gần đây phong tôn giả cũng khá bận rộn. Hồn điện quá mạnh, cho dù là cường giả cấp bậc đấu tôn cũng không muốn đắc tội chúng, nhưng vị thiết kiếm tôn giả này lại chủ động đứng ra làm trong lòng tiêu viêm có chút kính nể. Việc này như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đây mới là chân chính đáng quý. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm tiêu viêm thay mặt gia sư đa tạ đại ân đại nghĩa của thiết kiếm tôn giả. Sắc mặt tiêu viêm nghiêm trang, ôm quyền nói với thiết kiếm tôn giả. Ta ôm lòng báo huyết cừu, là dược trần đã giúp ta. Cửu giờ đã báo, nhưng ân còn chưa trả. Để báo đại ân của lão già kia, có xông vào hồn điện một lần cũng chẳng bỏ bèn gì. Ta cũng chướng mắt cái lũ người không ra người quỷ không ra quỷ đó lâu rồi. Thanh âm thiết kiếm tôn giả có chút khàn khàn đáp nghe loại ngữ khí như đã buông xuôi tất cả của lão tiêu viêm cũng im lặng loại người mà ngay cả bản thân mình cũng có thể vứt bỏ thật ra mới là kẻ đáng sợ nhất nhưng may là người này đứng về phía hắn tình báo về rực trần huyền không tử đã nói với ta trong khoảng thời gian này ta luôn luôn tìm kiếm giúp đỡ nên không chú ý đến việc hồn điện đã chuyển người đi bằng không nếu đánh vào hướng minh thành ngược lại sẽ đả thảo kinh xà phong tôn giả vuốt râu nhẹ giọng nói nhưng ta không hề nghĩ tới bọn chúng sẽ chuyển người đến vong hồn sơn mạch nơi đó địa thế phức tạp hàn vụ quá nồng nếu thất thủ để người chạy trốn vào hàn vụ thì dù là hồn điện cũng rất khó tìm được xem ra bọn chúng cũng lo việc dược trần được cứu đi tiêu viêm khẽ gật đầu nói chúng ta cũng không có nhiều thời gian không biết hồn điện co thu được tin tức gì đó rồi lại âm thầm chuyển lão sư đến một địa điểm khác lúc đó tất cả công sức của chúng ta sẽ đều uổng phí Việc này quả thật phải nhanh chóng giải, bằng không đêm dài lắm mộng. Phong Tôn giả cũng gật gật đầu tán đồng. Sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm, hỏi: "Ngươi tính khi nào xuất phát?" "Ngày ngày mai đi." Tiêu Viêm trầm giọng đáp, người đã đến đủ. Hơn nữa, Phong Tôn giả còn mời thêm được một người thì bên bọn họ chỉ riêng số lượng đấu tôn cũng đã đạt tới 5 vị. Tính thêm cả sức chiến đấu của hắn, dù phải đối mặt 6 vị đấu tôn cũng có thể chiến một trận đội hình bực này nhìn khắp trung châu cũng đã là cực kỳ cường đại chỉ cần không có biến cố gì lớn cộng thêm tin tức có được là chính xác tiêu viêm có bảy phần nắm chắc giải cứu được dược lão khỏi tay hồn điện nghe vậy phong tôn giả cũng cả kinh chợt chậm rãi gật đầu lão cũng hiểu việc thế này không thể để lâu ngày mai đã bắt đầu mặc dù có vẻ vội vàng nhưng binh quý thần tốc đánh một đòn làm hồn điện trở tay không kịp sau khi cướp được người thì rút lui ngay lập tức Đến lúc đó, dù cường giả của hồn điện đến tiếp viện cũng chỉ có thể chơ mắt nhìn. Một khi đã vậy thì cứ theo ý ngươi. Ngày mai xuất phát, nhìn tiêu viêm cùng phong tôn giả quyết định nhanh như vậy, huyền không từ cũng hơi sừng sốt, chợt gật đầu bất đắc dĩ, đứng dậy nói, nếu các ngươi đã quyết định. Vậy lão phu chỉ có thể chúc một đường thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn huyền lão chúc phúc, tiêu viêm cười cười, trong con ngươi đen nhánh xuất hiện sát ý lạnh lẽo. Để có ngày này hắn đã cố gắng rất nhiều năm rốt cục cũng đến thời điểm động thù lão sư chờ đệ tử lần này con nhất định sẽ cứu người khỏi tay hồn điện hôm sau lúc ánh dạng đông đầu tiên xóa tan hắc ám phủ xuống mặt đất vài đạo thân ảnh lặng lẽ lướt ra khỏi đan tháp mà không để ai phát hiện lập lòe vài cái liền biến mất phía chân trời trên ngọn núi bên ngoài thánh đan thành tiếng gió rít vang lên từng đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện từ trong hư không sau đó dừng ở đỉnh núi đi thôi tiêu viêm kiểm lại nhân số một chút thần sắc ẩn chứa sự sắc bén cùng ngưng trọng quát khẽ một tiếng thân hình tiên phong hóa thành một hắc tuyến mơ hồ nhanh như chớp lướt về phía chân trời xa xa đám người phong tôn giả tiểu y tiên cũng theo sát phía sau hành động cứu viện cuối cùng cũng hoàn toàn triển khai hồn sơn mạch nằm ở địa vực phía tây bắc châu nơi này cũng có thể tính là hung địa tương đối nổi danh ở trung châu tục truyền xa xưa trước đây nơi này đã từng trải qua rất nhiều cuộc đại chiến vùng đất dưới núi kia không biết đã mai táng bao nhiêu cỗ hài cốt nơi này còn có khí lạnh tự nhiên cực kỳ nồng đậm dẫn đến sương lạnh quanh năm bao phủ cả dãy núi sâu trong hàn vụ sương mù linh hồn cảm giác đều bị ảnh hưởng nếu là loại người có lỗ mãng nói không chừng sẽ trực tiếp bị vây chết ở trong dãy núi kia vòng hồn sơn mạch cách đan vực cũng không xa lắm lấy tốc của người tiêu viêm khoảng 5 ngày là có thể đến mà sau khi xuất phát bọn họ cũng không dừng lại nhiều cứ hành trình bất kể ngày đêm vì điên cuồng như vậy nên đến dế chiều ngày thứ tư nhóm người tiêu viêm liền nhận thấy nhiệt độ quanh mình bắt đầu hạ dần xuống đã tới rồi sao tiêu viêm ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía xa nơi đó có một dãy núi nhưng phía ngoài dãy núi đó lại được bao bọc bởi một lớp sương mù dày đặc nhìn dãy núi có vẻ âm trầm do bị sương mù bao bọc kia khuôn mặt có vẻ căng thẳng của tiêu viêm cũng trở nên thoải mái hơn cuối cùng cũng tới vong hồn sơn mạch mục đích chỉ còn cách trong gang tấc tiêu viêm vung tay lên sau đó nhóm người đáp xuống một ngọn núi bên ngoài sơn mạch tới vong hồn sơn mạch rồi nhưng mọi người nên điều tức một chút đã hành trình mấy ngày nay cũng không nhẹ nhàng Dừng ở đỉnh núi, tiêu viêm nhìn đám người tiểu y tiên theo sát phía sau, cười nói. Nghe tiêu viêm nói, tử nghiên nhất thời đặt mông ngồi ở trên cỏ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ sầu khổ. Mấy ngày chỉ có đi và đi quả thực có chút khó khăn cho nàng. Nơi này chính là vong hồn sơn mạch sao. Tiểu y tiên đưa mắt nhìn hàn vụ dày đặc phía dãy núi xa xa, nhẹ giọng hỏi, có thể trực tiếp bay vào không? Không nên, sương mù phía ngoài còn thưa. Chứ bên trong thì rất nồng đến lúc đó, nếu mất phương hướng thì chắc chắn sẽ bị lạc trong đó. Và lại, bên trong hàn vụ cũng có không ít ma thú kỳ dị, rất dễ bị tập kích. Phong tôn giả thoáng nhìn về phía xa, nói, còn nữa, vong hồn sơn mạch có phân điện của hồn điện. Trời mới biết chúng có thiết kế cơ quan gì đó để phòng ngự hay không, nếu trực tiếp bay vào sẽ rất dễ bị phát hiện. Trong những người ở đây, chỉ sợ không ai có thể quen thuộc Trung Châu hơn phong tôn giả lại cộng thêm kinh nghiệm già dặn của lão nên chẳng ai ở đây tỏ vẻ nghi ngờ tất cả đều gật đầu giờ đang là mùa sương mù trong vong hồn sơn mạch nồng nhất nhưng chúng ta không có thời gian đợi cho hàn khí giảm đi nên cũng chỉ có thể đi vào sương mù hai mắt phong tôn giả híp lại nhìn quét qua phía ngoài vong hồn sơn mạch một vòng lão nói xung quanh vong hồn sơn mạch có một vài thế lực và tông môn nhỏ mà theo ta được biết những thế lực này hơn phân nửa đã bị hồn điện âm thầm khống chế. Nếu tiến vào vùng này thì không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện tung tích của chúng ta. Nếu không sẽ rất dễ bị lộ, việc này giao cho ta xử lý đi. Thiết kiếm tôn giả thanh âm khàn khàn nói. Phòng tôn giả yên lặng gật đầu, hành động lần này của họ quá quan trọng. Nếu thực sự đụng phải ai đó thì cũng chỉ có thể trách bạn quá đen mọi người đều tức chừng nửa giờ trên đỉnh núi sau đó liền không hẹn mà cùng đứng dậy tất cả đều có thể nhìn ra sự ngưng trọng trong mắt những người khác hồn điện mạnh đến thế nào trong lòng mọi người đều hiểu cứu người từ trong tay bọn chúng không phải chuyện đơn giản lần này nếu hành động thất bại chỉ sợ về sau sẽ không còn cơ hội như thế nên bất kể thế nào nhất định phải cứu bằng được dược trần ra phong tôn giả mặt sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói Nghe vậy, mọi người đều nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi tiến vào sơn mạch, mọi người không được cách nhau quá xa, tự mình cẩn thận một chút đi." Tiếng nói vừa dứt, Phong Tôn giả liền tiên phong chuyển động thân hình, lướt xuống từ đỉnh núi như đại bàng. Sau đó tiến vào rừng rậm mù mịt bị sương lạnh che phủ, mấy người Tiêu Viêm cũng bám sát sau đó. Trong rừng, sương mù trắng xóa tràn ngập tầm nhìn. Ở hoàn cảnh này, tầm nhìn cực kỳ eo hẹp dù có sử dụng linh hồn cảm giác cũng chỉ có thể điều tra ước chừng hơn trăm mét phụ cận là không thể tiếp tục kéo dài hơn. Xẹt xoẹt, trong rừng thỉnh thoảng lại có vài tiếng thú giống trầm thấp. Đột nhiên có vài âm thanh xé gió rất nhỏ vang lên, chợt vài đạo thân ảnh nhanh nhẹn như khỉ lao vụt ra từ sương mù, sau đó nhanh chóng tiến vào sâu trong dãy núi. Mà lâu đi sâu vào trong khu rừng, nhóm người tiêu viêm cũng gặp phải vài rắc rối nhỏ vòng hồn sơn mạch diện tích rất lớn mà sương mù lại tràn ngập muốn tìm ra vị trí hồn điện trong đó cũng không dễ dàng bản đồ huyền không từ cho mới bắt đầu còn có chút tác dụng nhưng xâm nhập vào sâu hiệu quả cũng trở nên cực kỳ bé nhỏ nhóm người tiêu viêm cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào năng lực của mình để mây mò mò mẫm đi tới tự nhiên tốc độ cũng giảm chậm nhưng điều cho người khác uể oải nhất là thông tin có được chẳng có bao nhiêu hiệu quả giờ đang là mùa sương mù trong sơn mạch nhiều nhất, một số dấu hiệu trên bản đồ cũng bị sương xóa đi. e rằng đám người huyền không tử cũng không dự đoán được chuyện này. dò đường được một khoảng thời gian, phong tôn giả thấy làn sương xung quanh dần dần tối đi, không khỏi nhíu mày nhẹ giọng nói: sắc trời mau tối, không thể tiếp tục đi. mà thú ăn đêm ở vong hồn sơn mạch cực kỳ hung ác, lại còn giống như địa đói, rất khó cắt đuôi chúng một khi làm ra dị động gì đó, dẫn đến ma thú thì không nói, sợ rằng còn khiến cường giả hồn điện chú ý đến. Nghe vậy, tiêu viêm trần chờ một chút, cũng chỉ có thể khẽ gật đầu. Kinh nghiệm của phong tôn giả hơn xa hắn, việc này nên nghe theo lời lão. Nhìn thấy mọi người không có ý kiến, phong tôn giả liền ra hiệu với thiết kiếm tôn giả. Người sau gật đầu tùy tay vung ra vài thứ đen tuyền bay về phía xa những thứ này là phân cao ma thú có thể ngăn cản một vài ma thú quấy dày tối nay mọi người cứ nghỉ ngơi đi ngày mai tiếp tục tìm kiếm phân điện của hồn điện quy mô chắc cũng không nhỏ tuy nói vùng núi này rất lớn nhưng tìm ra nó cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn phong tôn giả nhẹ giọng an ủi tiêu viêm cười khổ một tiếng rồi buồn bực gật đầu mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ kết quả đi vào đây lại không tìm thấy đường việc này đúng thật là có chút hí kịch Tuy buồn bực trong lòng, ngoài miệng tiêu viêm cũng chưa nói gì, theo lời ngồi xếp bằng tại trên thân cây. Sau đó liền chậm rãi nhắm mắt, những người khác đi đường lâu như vậy cũng có cảm giác mệt mỏi nên đều nhắm mắt lại. Ban đêm, vòng hồn sơn mạch có vẻ vô cùng âm u. Đủ loại tiếng thú giống quanh quẩn trong dãy núi làm cho người khác có cảm giác lông tóc dựng đứng. Khi tiếng thú giống dần biến mất, nhóm người tiêu viêm vì thế mà buông lỏng một chút thì chỉ trong giây lát sau lại nghe thấy vài thanh âm loạt soạt từ xa truyền đến. Khi những âm thanh này vang lên thì hai mắt đang nhắm chặt điều. Tức của phong tôn giả bỗng mờ bụng. Nhìn làn xương mờ, sắc mặt lão thoáng có chút biến hóa, kinh hãi thất nói, chẳng lẽ gặp phải một đoàn phệ thạch ma kiến. Nghe tiếng kinh hô của phong tôn giả, mấy người tiêu viêm cùng thiết kiếm tôn giả đều biến sắc. Phệ thạch ma kiến là một loại ma thú cực kỳ kinh khủng trong Vong Hồn Sơn Mạch, không phải bởi vì chúng nó mạnh cỡ nào, mà bởi vì số lượng của chúng lên tới hàng ngàn hàng vạn con. Vong Hồn Sơn Mạch mang hung danh có một số nguyên nhân là từ xương mù, nhưng càng nhiều là vì một ma thú, loại ma thú này chính là Phệ thạch ma kiến. Cấp bậc của Phệ thạch ma kiến cũng không cao, chỉ có tam, tứ giai mà thôi. Nhưng sự đáng sợ của chúng là đàn kiến lên đến hàng vạn con như thủy triều cuốn qua. Lúc đó, dù là bát cấp ma thú cũng chỉ có cách tạm lánh phong mang. Và lại, loài phệ thạch ma kiến này có thể cắn nuốt hết thảy máu thịt của cơ thể ngăn trở trước mặt chúng nó. Bên trong vong hồn sơn mạch thủy chiều phệ thạch ma kiến mà lướt qua thứ còn lại chắc chắn sẽ chỉ là những bộ xương. Ngay cả vết máu li ti cũng tìm không thấy. Phàm là cường giả vô tình vào núi mà gặp phải loại kiến này cũng tương đương với kết quả được một vé miễn phí về chầu tổ tông nếu không phải loài phệ thạch ma kiến này chỉ có thể sinh tồn bên trong hàn vụ rét lạnh thì chỉ sợ ngay cả ở ngoài vùng núi này cũng không có ai dám cư ngụ trong những năm này khi hung danh của vong hồn sơn mạch dần được truyền bá ra công lao lớn nhất thuộc về loài kiến này đám người tiêu viêm cũng không ngờ tới bọn họ lại đen đùi đến vậy mới vừa vào vong hồn sơn mạch đã đụng phải loại khó giải quyết này chuẩn bị lui lại không nên đối chọi với chúng phong tôn giả nhanh chóng đứng dậy trầm giọng nói, nhìn sắc mặt ngưng trọng của phong tôn giả, đám người tiêu viêm đều vội vàng đứng dậy. Mà khi bọn họ đang chuẩn bị lui lại thì một thân ảnh nhỏ xinh đột nhiên nhảy xuống từ trên cây. Sau đó liền sông ào vào trong rừng rậm tràn ngập sương mù. Nguồn HT 2 gạch chéo gạch chéo tiuyinfull.vn thấy hành động của tử nghiên, sắc mặt phong tôn giả nhất thời kịch biến, nhịn không được thấp giọng quát tiểu nha đầu này làm gì vậy? Muốn chết sao? các ngươi đi trước ta đem nàng cứu ra, đợi cho có tiếng động. Đàn kiến dừng lại rồi, lông mày kẻ đen của tiểu y tiên nhăn lại, đột nhiên nói. Nghe vậy, đám người phong tôn giả cũng sững sờ, đưa tay lắng nghe, quả nhiên đúng như vậy. Tiếng động soàn soạt làm trong lòng người ta phát lạnh đều đã biến mất. Này, ngay khi mọi người đang ngạc nhiên, một thân ảnh nhỏ sinh lại không chút tổn hại lướt ra từ sương mù sau đó đáp xuống một cành cây đó tất nhiên là tử nghiên vừa mới lao đi trên vai nàng lúc này là một con kiến màu vàng nhỏ tám cánh lớn chừng nửa thước phệ thạch kiến hậu sao nhìn thấy con kiến tám cánh kia sắc mặt phong tôn giả cùng thiết kiếm tôn giả nhất thời biến đổi nhìn thấy sắc mặt biến hóa của đám người phong tôn giả tử nghiên lại cười hắc hắc đi thôi bọn chúng vừa hay lại biết vị trí hồn điện nghe tử nghiên nói phong tôn giả nhất thời sững sờ nhìn phệ thạch ma kiến vô cùng hung tàn giờ lại có bộ dáng ngoan ngoãn đến vậy, lão như hiểu ra điều gì, kinh ngạc nhìn tử nghiên, nhẹ giọng nói, lần này là ánh mắt lão phu vụng về. Không ngờ tiểu nha đầu này cũng thâm tàng bất lộ, tiêu viêm cười cười cũng không kinh ngạc như mấy người phong tôn giả. Hắn đã nhận ra bản thể thật sự của tử nghiên, uy áp từ trong huyết mạch của thái hư cổ long được xưng là vạn thú tôn sư. Đối với một vài ma thú cấp thấp quả thật có loại lực lượng chấn nhiếp khó hiểu. Vì tự nhiên, bầu không khí đang căng thẳng cũng giảm đi vài phần, thân hình tiêu viêm trợt động. Bay đến gần chỗ tự nhiên, tò mò đánh giá một chút con phệ thạch kiến hậu. Thân thể nó màu vàng nhạt, sau lưng có tám cánh mỏng như cánh ve. Ở miệng có hàm răng tựa như răng cưa bén nhọn làm người khác phát lạnh. Nếu bị thứ này cắn chúng thì chỉ sợ sẽ rất thê thảm. Con phệ thạch kiến hậu cũng phát hiện ra tiêu viêm đang dò xét tám chiếc cánh của nó khẽ chấn động nhè ra hàm răng nhọn hoắt giữ tợn gầm gừ với tiêu viêm. Không phải sợ, không phải sợ. Tử nghiên phải nhẹ nhàng vuốt ve kiến hậu một chút nó mới từ từ an ổn. Nhưng hung quang trong mắt khi nhìn về phía tiêu viêm vẫn không thay đổi. Ma thú này vốn hung tàn nếu không bị long uy của tử nghiên áp chế. Chỉ sợ nó đã sớm lao lên rồi. Thứ này biết vị trí của hồn điện. Phong tôn giả cũng bay đến, liếc nhìn kiến hậu một cái, có chút vui mừng hỏi. Biết, Tử nghiên gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía tiêu viêm, hỏi, đi ngay bây giờ à, tiêu viêm hơi trầm ngâm, cùng phong tôn giả liếc nhau một cái, đều là gật đầu. Bình xuất như thần, bọn họ đã mất khá nhiều thời gian trong rừng rồi, nếu vẫn còn chậm trễ thì sớm hay muộn cũng sẽ bị hồn điện phát hiện. Chúng ta đi, thấy thế, thân hình tử nghiên chợt động. Tiền phong lao vào sâu trong dãy núi tràn ngập sương mù, đám người tiêu viêm vội vàng đuổi theo sau. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full có kiến hậu dẫn đường, tốc độ đám người tiêu viêm rõ ràng nhanh hơn không ít, lại không mất thêm thời gian tìm đường. Nên chỉ cần nửa canh giờ đã xâm nhập tới trong lòng dãy núi. Xuyệt, trong rừng rậm tràn ngập sương mù tử nghiên dẫn đường ở phía trước đột nhiên ngừng lại. Ra hiệu đám người tiêu viêm không nên lên tiếng. Thấy thế, mặc dù có chút nghi hoặc trong lòng, nhưng mấy người tiêu viêm vẫn giữ yên lặng như trước chỉ là cảnh giác đưa mắt nhìn bốn phía. Đang lúc mọi người đều an tĩnh, trong miệng kiến hậu trên vai Tử Nghiên đột nhiên phát ra một đạo sóng âm kỳ dị, sau đó khuếch tán ra xung quanh như sóng gợn. Ba ba ba, vài giây sau khi đạo sóng âm được truyền ra, đám người Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện sương mù xung quanh có từng đạo bóng đen màu tím rơi xuống, sau đó dừng trên thảm cỏ khô vàng. Trên người của mỗi bóng đen lại có một con kiến màu đen lớn chừng quả đấm đá. Cắn chặt lấy yết hầu chúng nó, hết thảy thanh âm đều bị ngăn trở đoàn lại kinh ngạc phát hiện những hắc ảnh này toàn bộ đều là loại chim nhỏ màu đen chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Thể tích của chúng rất nhỏ, nếu trốn trong làn xương dày đặc này thì dù có là linh hồn cảm giác của tiêu viêm cũng không thể phát hiện ra. Những thứ này đều do hồn điện ngầm bố trí, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, sẽ dùng sóng âm đưa tin. Nếu không giải quyết chúng, hành tung của chúng ta sẽ lọt vào mắt hồn điện. Tử nghiên nhẹ giọng giải thích với đám người tiêu viêm. Nghe vậy, mấy người tiêu viêm cũng không khỏi có chút lạnh người. Hồn điện cư nhiên lại dùng thứ này để làm tay mắt người bình thường ai có thể đoán trước được. Nếu không có thêm kiến hậu dẫn đường, chỉ sợ lúc tìm được hồn điện thì chúng sớm đã chuẩn bị ổn thỏa. Chim tin phụ cận cũng đã bị phệ thạch ma nghĩ âm thầm thanh tẩy, không cần lo lắng, mà nơi này cách hồn điện cũng không xa, các ngươi cẩn thận một chút. Tử nghiên nhẹ giọng nói, nghe nàng nói. Trong lòng đám người Tiêu Viêm nhất thời căng thẳng, đấu khí trong cơ thể cũng bắt đầu lặng lẽ vận chuyển, tùy thời chuẩn bị ứng phó hết thảy tình huống bất ngờ. Sau khi giải quyết xong, Từ Nghiên lại dẫn đường phía trước lần nữa. Cứ tiếp tục xuyên qua sơn mạch khoảng 10 phút, nàng rốt cục cũng dừng bước, sau đó khẽ thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói: "Tới rồi a." À, nghe được lời này, cước bộ Tiêu Viêm lặng lẽ gia tăng tần suất. Lúc này hắn mới phát hiện, chẳng biết tại sao sương mù nơi này mỏng hơn những chỗ khác rất nhiều bây giờ bọn họ đang ở một đoạn sườn dốc cực cao mà phía dưới dốc là một sơn cốc lớn trong sơn cốc một cái cự điện khổng lồ màu đen cỡ chừng trăm trượng giống như hồng hoang mãnh thú đang cuộn mình dưới sắc trời u ám lại càng tràn ngập ra một khí tức làm người ta phát lạnh đây là hồn điện sao nhìn tòa kiến trúc vô cùng lớn trong sơn cốc kia tiêu viêm cũng nhịn không được mà khẽ hít sâu một hơi Hồn điện có thể xây dựng một công trình lớn đến vậy trong sơn mạch này. Vốn liếng bỏ ra quả thật không nhỏ. Phía sau tiêu viêm, đám người phong tôn giả cũng tiến lên phía trước nhìn thoáng qua cự điện màu đen trong sơn cốc trong mắt hiện lên một chút hưng phấn cùng ngưng trọng. Tiếp theo mới là thời điểm, phải liều mạng A, à, đợi chút nơi này bị bố trí phong tỏa không gian. Tiêu viêm từ từ khôi phục bình tĩnh lại đột nhiên phát hiện bầu trời sơn cốc cách đó không xa có chút vặn vẹo lập tức nhướng mày nhẹ giọng nói không gian phong tỏa giao cho ta ta có thể mở nó mà không kinh động đến người ở bên trong tử nghiên nói phong lão có thể cảm ứng được bên trong đại điện này có bao nhiêu đấu tôn cường giả không tiêu viêm khẽ gật đầu quay lại hỏi phong tôn giả Phong Tôn giả khẽ nhắm mắt, một lát sau mới từ từ mở ra, thấp giọng nói, tình báo không sai, ta cảm giác được năm cỗ khí tức mịt mờ, hiển nhiên là năm tên đấu tôn kia. Bên cạnh đó, ta còn cảm thấy được không dưới 10 tên đấu tông và không ít khí tức yếu hơn. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Viêm thầm thở phào một hơi, năm vị đấu tôn. Tuy nói đội hình bực này cực độ mạnh mẽ, nhưng ít ra bọn họ vẫn có thể ứng phó. Đến lúc phong tỏa không gian mở ra, đầu tiên cứ thả phệ thạch ma kiến vào trước. Cho chúng cắn chết hết mấy tên kia. Bộ dáng hưng phấn của tử nghiên bên cạnh là mấy người tiêu viêm không biết nói gì cho phải quả nhiên là tiểu ác ma. Năm tên đấu tôn, bốn người chúng ta có thể miễn cưỡng ngăn lại tiêu viêm nhân cơ hội lẻn vào bên trong tìm dược trần, một khi tìm được liền lập tức rút lui. Chúng ta không thể ở lâu, không ai có thể cam đoan hồn điện có cứu viện đến hay không. Phong Tôn giả trầm giọng nói, hơn nữa, hy vọng chúng không quá mạnh, Tiêu Viêm cười, cong ngón tay búng ra. Thiên yêu khôi liền hiện ra bên người, dù đứng trong làn sương mù mịt, thân hình màu vàng nhạt của nó cũng không hề bị che đi. Đây là khôi lỗi cấp bậc đấu tôn, nhìn thấy Thiên yêu khôi, sắc mặt Phong Tôn giả cùng Thiết kiếm Tôn giả nhất thời biến đổi, trong lòng có chút chấn động thật khó có thể tưởng tượng chỉ mới hơn một năm mà thực lực bên cạnh tiêu viêm đã mạnh đến mức này. Hay lắm, có khôi lỗi này, chúng ta có thể hoàn toàn cầm chân năm tên đấu tôn của hồn điện. Chuyện tìm kiếm dược trần liền giao cho ngươi, tiêu viêm trịnh trọng gật gật đầu, sau đó hất cầm với tử nghiên. Nàng liền hiểu ý gật đầu tiến lên hai bước. Một chút tử quang quẩn quanh trên ngón tay nhẹ nhàng làm không gian phong tỏa mở ra đại môn rộng ra hơn một trường. Bàn tay khẽ đẩy, mảng không gian liền lặng lẽ biến thành hư vô, một khối đại môn vô hình xuất hiện trong mắt đám người Tiêu Viêm. "Đi thôi, mở ra không gian." Kiến Hậu trên vai Tử Nghiên lại phát ra một luồng sóng âm kỳ dị. Đám người Tiêu Viêm chỉ nghe thấy thanh âm sột soạt truyền đến, sau đó những con kiến màu đen rậm rạp như thủy triều từ trong rừng rậm tràn ra, lướt qua mấy người bọn họ, lao thẳng vào đại môn kia dưới sương mù đàn phệ thạch ma kiến màu đen như một cơn thủy triều tuôn vào cự điện trong sơn cốc động thủ đi dù hồn điện có đáng sợ đến thế nào lần này chúng ta cũng phải hổ khẩu đoạt thực sao một lần nhìn một biển kiến tràn vào sơn cốc tiêu viêm cũng hắc hắc cười khí tức sắc bén tràn ngập ra từ cơ thể tiên phong lao vào trong không gian phong tỏa hành động cứu người đã được chuẩn bị từ nhiều năm trước rốt cục cũng chân chính động thủ sâu trong cự điện màu đen có một quảng trường khổng lồ, trên sân rộng có một cột đá màu đen cao trăm trượng, kình thiên sao mà đứng. Cột đá bị bao phủ bởi vô số ký hiệu quỷ dị. Từng đạo xiềng xích giao nhau tại giữa không trung của quảng trường. Mà ở cuối xích sắt một đám hào quang lơ lửng yếu ớt bên trong, rõ ràng là một đám linh hồn thân thể trên mặt đầy vẻ thống khổ. Tại trung ương mảnh quảng trường là một khối bình đài cao hơn mặt đất 10 trượng, xung quanh có bốn cái cột đá khổng lồ đứng thẳng bốn cái xiềng xích màu đen trắng kiện tựa như mãng xà uốn lượn quanh chúng. Phía cuối của bốn chiếc xích là một đốm sáng sáng nhất, bên trong có một thân ảnh già nua đang ngồi xếp bằng, đây rõ ràng là dược lão đã lọt vào tay hồn điện. Giờ phút này, bốn cái xiềng xích quỷ dị màu đen quấn quanh lấy tứ chi dược lão giống như rễ cây, làm cho hắn không thể động đẩy chút nào. Còn thổ tả viết rõ vô lý ngồi xếp bằng mà còn bị xích tứ chi không động đậy được, không động đậy được thì ngồi xuống kiểu gì bằng, mặt cười. Tĩnh mịch cùng quỷ dị bao phủ cả quảng trường. Nơi này tràn đầy sự âm trầm lạnh lẽo và mùi vị của tử vong. Yên tĩnh như vậy một khoảng thời gian, hai mắt của dược lão trên bình đài đột nhiên mở bừng. Lão cảm thấy một khí thức mà mình cực kỳ quen thuộc. Khí thức này xuất hiện làm cho dược lão trực tiếp ngẩn người. Sau một lúc lâu mới hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngẩng đầu trong đôi mắt tưởng như đã khô khốc dần trở nên ẩm ướt năm đó khi lão bị bắt đi khí tức này vẫn còn là một thiếu niên non nớt lỗ mã muốn hắn bảo vệ khắp nơi nhưng giờ nó đã phát triển đến mức này chú chim ưng con năm đó rốt cuộc cũng đã xải cánh bay trên bầu trời thuộc về nó trong sơn cốc yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng động xào sạc một cơn thủy chiều màu đen trôi xuống từ sườn núi thủy chiều cực kỳ mãnh liệt nửa phút đã tiếp cận cự điện trong sơn cốc trên một số cột đá xung quanh cự điện, có thể lờ mờ thấy vài bóng đen đang khoanh chân ngồi. Những bóng đen này đều được bao phủ bởi sương mù màu đen âm khí tràn ngập. Hả nương theo thủy chiều tiếp cận trên cột đá. Một thân ảnh toàn thân bao bọc bởi xương đen đột nhiên kinh hãi kêu lên một tiếng. Xương đen dao động lộ ra một khuôn mặt có chút tái nhợt, hắn cau mày nhìn những sinh vật màu đen đang tràn đến như thác lũ kia hơi ngẩn ra một chút chợt trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ vội vàng đứng dậy lớn tiếng quát cẩn thận là phệ thạch ma kiến mấy thứ này vào đây bằng cách nào tiếng quát chói tai đột ngột vang lên trực tiếp phá vỡ sự yên tĩnh trong sơn cốc mười mấy đạo thân ảnh ẩn trong xương đen đều vội đứng dậy kinh ngạc nhìn biển kiến màu đen đang tràn tới báo động một bóng đen trầm giọng quát ngay sau đó một sóng âm bén nhọn truyền vào bên trong cự điện đang cuộn mình như một con hồng hoang cự thú kia. Hiu hiu hiu, thanh âm cảnh báo vừa vang lên đã có không ít thân ảnh bay ra từ trong cự điện. Nhìn biển kiến đang ùn ùn kéo đến, sắc mặt đều biến đổi. Những người ở đây đồng loạt ra tay. Thanh tẩy mấy thứ này, không nên quấy dày đến các tôn lão đang nghỉ ngơi. Một gã hắc y nhân địa vị có vẻ không thấp nhíu mày nhìn biển kiến, sau đó trầm giọng quát. Vâng, lưu hộ pháp. Nghe vậy, gần trăm bóng đen bên cạnh nhất tề đáp ứng. Từng làn khói đen chợt bùng phát ra từ trên người họ, sau đó khuếch tán về phía biển kiến. Phốc phốc, hai bên tiếp xúc phần đông phệ thạch ma kiến đều bốc lên khói trắng bị vụ ăn mòn. Nhưng số lượng của chúng thật sự quá kinh khủng. Dù hắc vụ nồng đậm nhưng vẫn không thể ngăn cản bước tiến của đàn kiến. Trên bầu trời, hắc y nhân được xưng là lưu hộ pháp thấy thế. Chân mày liền nhíu chặt lại mảnh sơn cốc này có không gian phong tỏa do tôn lão bày ra, mấy thứ này xông vào bằng cách nào? Việc gì vậy? Sao động tĩnh lớn như vậy? Lúc lưu hộ pháp nhíu mày, lại có thêm vài đạo hắc ảnh lướt ra từ cự điện vừa mới hỏi một câu đã nhìn thấy phệ thạch ma kiến đang ùn ùn kéo đến. Sắc mặt đều biến đổi. Phệ thạch ma kiến, sao chúng có thể xông vào được? Một vị nam tử sắc mặt âm trầm nhíu nhíu mày, ánh mắt đột nhiên đào qua sơn cốc trong lòng giấy lên chút bất an, trầm giọng quát, sự tình có chỗ không đúng. Tất cả mọi người cần, oanh, lời hắn còn chưa dứt, không gian xung quanh đã mạnh mẽ vặn vẹo, rồi chợt động lại thành hình trường ấn, đem tên nam tử đó đập nát như tương. Địch tập kích, địch tập kích, trong nháy mắt từ một người sống sờ sờ biến thành một đống máu thịt bầy nhầy, loại biến cố này làm đám hộ pháp hồn điện kinh hãi một lát sau mới hồi phục được tinh thần, lập tức hét lên tiếng kêu thê lương vang vọng trong sơn cốc. Phóc phóc, tiếng kêu thê lương vừa dứt kiếm khí sắc bén đã đột nhiên chém xuống từ trên trời, sau đó nhanh như chớp xuyên thùng cơ thể hai vị hồn điện hộ pháp. Kiếm khí mang theo tiếng hét thảm thiết chém đứt vài thạch trụ phía ngoài cự điện. Bành, khi kiếm khí sắc bén chém xuống, mảnh không gian cũng hơi vặn vẹo. Bốn đạo thân ảnh chợt xuất hiện trong ánh mắt kinh hãi của phần đông cường giả của hồn điện. Lúc này, khí tức mênh mông của bốn người phát ra mà không hề giữ lại một chút nào. Ầm, um, thành thế mà bốn đấu tôn cường giả phát ra làm trong sơn cốc cắt bay đá nứt. Uy áp cường hãn tràn xuống từ bầu trời làm sắc mặt của đám hộ pháp hồn điện đều kịch biến. Ha ha, đám hồn điện khốn kiếp, hôm nay đến phiên các ngươi trả nợ rồi một tiếng cười to vọng xuống từ trên trời, vài đạo thân ảnh dữ dội lướt xuống. Sau đó trực tiếp ép hơn 10 cường giả của hồn điện vào trong đất kinh lực kinh khủng bạo phát trực tiếp đem họ chấn nát. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, ha ha. Giết, những thân ảnh lướt xuống như sói giữa bầy cừu. Dù là đám hộ pháp ngày thường diễu võ dương oai cũng chỉ có thể kinh hãi lui lại. Bọn chúng không ngờ tới lại có người lớn mật đến mức chủ động. Công kích hồn điện dám đến hồn điện ta quấy rối các ngươi muốn chết phải không những tiếng kêu thảm thiết trong sơn cốc rốt cuộc cũng đưa tới sự chú ý của tôn lão hồn điện lập tức một tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên tiếp theo năm đạo thân ảnh đằng đằng sát khí lao ra từ cự điện ánh mắt đảo qua một vàng cuối cùng đổ dồn vào trên người tiêu viêm tiêu viêm người không chết nghe được thanh âm quen thuộc tiêu viêm khẽ ngẩng đầu nhìn năm nhân ảnh trên bầu trời từ sắc hỏa diễm dữ dội bùng lên từ trong tay đốt cháy một tên cường giả của hồn điện thành hư vô sau đó cười nhạt nói mộ cốt lão quái không ngờ ngươi cũng ở đây hẳn lần này ngươi đến để cứu dược trần không thể không nói lá gan của các ngươi thật lớn dám đến hồn điện ta cướp người đây là trường hợp đầu tiên lão phu gặp sau khi trở thành tôn lão đấy một gã hắc y nhân nhấc bỏ đấu bổng đang trùm trên đầu xem bộ dáng đúng là mộ cốt lão nhân hắc hắc không ngờ còn có người quen a à, phong tôn giả quả nhiên ngươi vẫn chưa từ bỏ hy vọng bên cạnh mộ cốt lão nhân một gã hắc y tôn giả khác đột nhiên âm lãnh nói nghe vậy phong tôn giả chỉ thản nhiên cười cười nhìn thoáng qua biển kiến đã muốn tràn vào cự điện nghiêng đầu nhìn tiêu viêm nói ngươi đi vào tìm dược trần chúng ta cầm chân bọn họ ừm Tiêu Viêm gật đầu một cái, thân hình chợt động, lao về phía cự điện. Dám xông vào hồn điện ta, muốn chết. Thấy thế, năm tên Tôn lão trên bầu trời quát lạnh một tiếng, một gã Tôn giả trực tiếp phát ra một đạo hắc vụ đánh về phía Tiêu Viêm. "Đi!" Thân hình Phong Tôn giả hiện lên bên cạnh Tiêu Viêm, bàn tay nắm chặt, cuồng phong nhất thời nổi lên, một bàn tay lớn bóp nát đạo hắc vụ kia, sau đó quát khẽ, "Hôm nay mấy người bọn ta muốn xem các ngươi có cái tư cách này hay không?" mấy tên tôn giả nộ tiếu một tiếng, dữ dội lướt xuống, một người trong đó tách ra, mang theo sát khí sắc bén, và chạm với phong tôn giả. Trong nháy mắt, hai bên đã cuốn lấy nhau, hỏa bạo chiến đấu bùng phát. Thấy thế, thân hình tiêu viêm chật động, thân hình hóa thành một đảo hắc tuyến. Phóng về phía cự điện, nhưng khi sắp đến đại môn thì không gian trước mặt đột nhiên dao động. Một lão giả thân mặc tử bào, mặt không chút thay đổi xuất hiện phía trước hắn. Người là tiêu viêm, không biết có còn nhớ rõ bổn tôn. Từ y lão giả mặt không chút thay đổi nhìn tiêu viêm. Tiêu viêm hơi híp mắt lại từ trên người đối phương. Hắn cảm giác được một khí tức quen thuộc. Người là lão tạp mau hai lần hủy linh hồn lực của ta. Tiêu viêm cười, rốt cục nhớ lại. Trước kia có hai lần linh hồn lực của hắn tiến vào hồn điện thì đều bị lão già này phát hiện sau đó phá hủy. Xem ra lão phu đã coi thường ngươi chỉ ngắn ngủi vài năm đã tu luyện đến cửu tinh đấu tông nhưng hôm nay ngươi dám tới hồn điện cướp người lão phu nhất định sẽ đem ngươi chôn vùi ở đây sắc mặt tử y lão già âm hàn lời nói của hắn vừa dứt thì hai tay áo lão đã vung lên một làn khói đen âm trầm lượn lờ trong lòng bàn tay sau đó trực tiếp xuyên thùng hư không đánh về phía lồng ngực tiêu viêm tử y tôn giả đột nhiên xuất thủ làm sắc mặt tiêu viêm trầm xuống lui về phía sau hai bước tử hắc sắc hỏa diễm bùng phát từ lòng bàn tay. Đấu khí trong cơ thể hoàn toàn bạo phát, bành, lúc này tiêu viêm vẫn không lui lại trường phong sắc bén mang theo tử hắc sắc tam thiên liên tâm hòa. Trực tiếp mặt đối mặt chính diện giao phong với tử y tôn giả. Hai người va chạm kình phong kinh khủng quét qua làm vài tên hộ vệ hồn điện đứng gần chấn thành một mảnh hư vô. Ngay cả cột đá khổng lồ đều bị bạo liệt, đát đát, Tuy nói đấu khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, cộng thêm tam thiên liên tâm hòa tăng thêm. Mà cước bộ tiêu viêm vẫn phải lui về phía sau 10 bước mới có thể đứng vững. Sau khi ổn định, hắn khẽ nhíu mày, đấu tôn cường giả quả nhiên cường hãn. Lúc tiêu viêm nhíu mày so sánh, sắc mặt tử y tôn giả bề ngoài có coi. Trong mắt lại càng hiện lên vẻ khiếp sợ. Năm đó, khi linh hồn lực tiêu viêm lần đầu tiên lẻn vào hồn điện tìm kiếm thì lão chỉ cần tùy tay đã có thể phá bỏ lần thứ hai thì hiện thân ra tay mới hủy diệt được nhưng mà lần thứ ba tiêu viêm cư nhiên có thể bằng vào lực lượng của chính mình. Lấy thực lực đấu tông cứng đối cứng một chiêu với lão mà không bị thương. Loại biến hóa này dù lấy định lực của lão cũng không nhịn được mà lạnh cả người. Mặc kệ ngươi quỷ dị đến thế nào, hôm nay nơi này chính là nơi chôn xác của ngươi. Hít sâu một hơi, sát ý bắt đầu hiện lên trong mắt tử y tôn giả. Tiêu viêm có thể đỡ một chiêu của lão, nhưng lão cũng không tin tên nhãi này có thể thoát khỏi tay lão. Trong lòng xẹt qua ý niệm này, tử y tôn giả thân hình chợt động. Hóa thành một tia chớp lướt về phía tiêu viêm thêm lần nữa. Mà khi thân hình hắn vừa động thì một thân ảnh màu ám kim giống như thiết tháp giáng xuống từ trên trời, dừng ở trước mặt tiêu viêm. Ngăn cản thế công của lão. Đối thủ của ngươi, không phải ta, mà là nó. Tiêu viêm mỉm cười với tử y tôn giả ngân mang chấp động nhân cơ hội này lao vào cự điện tử y tôn giả tuy muốn ngăn trở nhưng thiên yêu khôi trước mặt làm lão không dám phân thần chỉ có thể phẫn nộ quát hồn điện hộ pháp ngăn tên nhãi kia lại cho ta bất kể sống chết đối với tiếng gầm phẫn nộ của tử y tôn giả tiêu viêm vẫn làm như không nghe thấy thân hình như sấm sét lao vào cự điện vài cái chớp mắt là đã biến mất phía cuối hành lang thấy vậy khuôn mặt tử y tôn giả run lên vừa muốn gầm lên thì quyền phong hung hãn đã đánh tới làm cho lão tối tăm mặt mũi vội vàng nghênh chiến khôi lỗi màu vàng nhạt trước mặt khiến lão cảm nhận được áp lực nếu không cẩn thận ứng chiến chỉ sợ hôm nay sẽ lành ít dữ nhiều trong lòng xẹt qua ý niệm này đấu khí mênh mông trong người lão cũng bắt đầu chuyển động một sợi xích đen nhánh trượt ra từ trong tay áo sau đó hung hăng cuốn về phía thiên yên khôi khi bên ngoài đang phát sinh đại chiến thảm khốc thì lúc này tiêu viêm đã lao vào phía trong cự điện trên đường tuy gặp không ít cường già của hồn điện nhưng chưa kịp ra tay đã bị kinh khí mạnh mẽ chấn cho hộc máu văng ngược ra thành ra lúc này không ai dám tiến lên ngăn cản hắn tiểu tử dám xông vào hồn điện ta muốn chết phải không tuy nói nơi này chỉ là một phân điện mà thôi nhưng lực lượng phòng thủ tại đây cũng chỉ yếu hơn vài thế lực nhất lưu ở trung châu một chút tiêu viêm xông vào không bao lâu là đã có thêm người ngăn cản. Bốn đạo thân ảnh lướt đến ngăn trước mặt. Hán, khí đen tràn ra, khí tức cường hãn tràn ngập. Nhìn khí tức này, không ngờ cả bốn người đều là cường giả đã đạt tới lục tinh, thậm chí thất tinh đấu tông. Thẳng khốn, đứng lại cho bản hộ pháp. Bốn người vừa hiện thân liền có một người bắt đầu công tích khói đen tản đi, để lộ một khuôn mặt già nua, ánh mắt âm trầm nhìn tiêu viêm đang lướt tới, quát lạnh tiếng quát vừa dứt bốn người cũng không nói nhảm thêm nữa, đồng thời ra tay. Khói đen nồng đậm bùng phát ra từ cơ thể họ, sau đó hội thác sắc cự mãng hơn 10 trường. Còn cự mãng này ngửa mặt lên trời giống một tiếng rồi quất đuôi một cái, mang theo sức gió cực lớn, hung hăng lao về phía tiêu viêm. Hắc sắc cự mãng lướt qua, mặt đất cứng rắn phía dưới cũng bị phong áp phá vỡ thành vô số bụi phấn từng khe sâu cũng nhanh chóng khuếch tán ra ngoài chỉ có bốn tên hộ pháp mà cũng dám cản ta nhìn bốn tên hộ pháp hồn điện ngăn cản trước mặt trên mặt tiêu viêm hiện lên vẻ lạnh lùng thân hình không chút dừng lại từ hắc sắc hỏa diễm bùng phát ra từ cơ thể sau đó hóa thành một con hỏa long khổng lồ hỏa long quẫy đuôi một cái đẩy tiêu viêm vọt nhanh tới trước sau đó hung hăng va chạm với cự mãng màu đen đang lao tới cút cho ta bành va chạm mạnh mẽ làm vang lên một tiếng động kinh tâm động phách sóng năng lượng lan ra như cuồng phong càn quét nơi nào cuồng phong thổi qua thì không còn vật gì trụ được trên mặt đất từng thạch trụ bạo liệt thành bột phấn một vài tên hộ vệ hồn điện gần đó bị thổi bay như diều đứt dây đập mạnh vào vách đá biến thành một đống thịt nhão tiếng la thê thảm vang vọng khắp cự điện sóng năng lượng khuếch tán khắp nơi làm cho bốn gã hộ pháp mặt mày xanh lét. Chưa kịp lùi về sau thì cơ thể đã bị sóng năng lượng quét qua. Phanh, bị đòn nặng như vậy, khói đen trên người họ trở nên loãng hơn rất nhiều, thân hình bị đánh bay gần trăm mét mới dừng lại được. Thương thế nghiêm trọng đến nỗi không có cả sức đứng dậy. Châu chấu mà cũng đòi đá xe à. Một kích đẩy lui bốn tên đấu tông tiêu viêm cười lạnh một tiếng, hung mang chợt lóe Búng tay một cái, từ hắc sắc hỏa liên bùng phát sau đó bắn về phía bốn tên hộ pháp. Nhiệt độ kinh khủng của tam thiên liên tâm hỏa làm cho bốn tên kia mặt cắt không còn giọt máu, dãy rụa la hét. Khi khói đen tan đi, chỉ còn lại bốn hình thể hư ảo. Chỉ là linh hồn thể mà còn dám trợ trụ vi ngược sao à đáng chết. Nhìn bốn đạo linh hồn đang sợ hãi, tiêu viêm lạnh lẽo nói. Bàn tay nắm chặt lại linh hồn lực bùng phát ra từ mi tâm, bùng, một tiếng, ba linh hồn thể bị chấn nát thành hư vô lấy thủ đoạn lôi đình giết chết ba gã hộ pháp hồn điện. Tiêu viêm khẽ dụng lực hút đạo linh hồn thể còn lại vào tay, ngữ khí âm trầm hỏi, nơi giam giữ các linh hồn ở đâu? Người chỉ có một cơ hội, nếu không thành thật thì, người biết kết, rồi chứ? Nhìn khuôn mặt âm trầm đáng sợ của tiêu viêm, tên hộ pháp kia lại càng sợ hãi, trong lòng âm thầm kêu khổ. Tự trách mình sao lại đâm đầu ra chặn tên sát tinh này. Nói, sắc mặt tiêu viêm giữ tợn hẳn lên. Bên ngoài, mấy người phong tôn giả đang tranh thủ từng giây từng phút cho hắn. Hắn không có dư hơi mà mất thời gian ở đây. Tại tòa hồn đại điện, tên hộ pháp kia nơm nớp lo sợ đáp. Chỉ một chút trước thôi, ba tên đồng bọn của hắn đã bị tiêu viêm chấn thành hư vô. Vĩnh viễn tiêu tán, dẫn đường nếu không chết. Tiêu viêm lạnh lĩnh, phía trước quẹo trái. Vừa nghe thế, tên hộ pháp vội vàng hô. Nghe xong, tiêu viêm dậm mạnh chân một cái, thân hình lại hóa thành một cái bóng đen, nhanh như chớp lao vào phía sâu trong cự điện. Suốt đường đi, có tên hộ pháp này dẫn đường nên tiến trình nhanh hơn rất nhiều, nhưng cũng gặp phải một số quấy nhiễu của cường giả hồn điện, trong đó có không ít người còn là đấu tông. Nhưng thực lực hiện tại của tiêu viêm là vô địch dưới đấu tôn dù cường giả hồn điện đông đảo nhưng dưới sự tấn công của tam thiên liên tâm hỏa thì đều bị đánh tan ngay lập tức. Thẳng một đường mà đi tiêu viêm tính toán sơ qua. Trong lộ trình này có không dưới 10 tên hộ pháp chết dưới tay hắn, thấp hơn thì càng không thể đếm hết. Dù sao chỉ vỗ đến một cái. Tên nào thực lực kém một chút thì đều bị tam thiên liên tâm hỏa cắn nuốt đến mức ngay cả cho cũng không còn. Dù vậy, mấy tên hộ pháp này thực lực cũng không cao lắm mạnh nhất cũng mới chỉ là thất tinh cung, gặp hắn là chạy chối chết. Nếu tiêu viêm đuổi theo thì vẫn có thể giết chết, nhưng hắn không có thời gian, mục đích là tìm dược lão. Không thể lãng phí được. Một đường sông tới, đi đến đâu thi thể chất đầy tê đó, nhìn tiêu viêm giống như một tên sát thần đáng sợ cả người đầy sát khí. Mỗi lần từ hắc sắc hỏa diễm bùng lên là lại có những tiếng kêu thảm thiết. Sau khi cắn nuốt tam thiên diễm viêm hỏa, dị hỏa mới sinh ra này uy lực thật kinh khủng trên đường đi, không ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Oanh, tới một hành lang rộng rãi, tiêu viêm mặt không đổi sắc xuyên thủng lồng ngực một tên hộ pháp. Nhìn thì thể đang tan ra kia. Tiêu viêm phủi tay liếc nhìn tên hộ pháp linh hồn đang bị hắn cầm trong tay trái kia còn xa không? Tỏa hồn đại điện ở cuối hành lang này. Tên hộ pháp run như cây sấy. Suốt đoạn đường, tiêu viêm thẳng tay giết chóc làm cho sâu thẳm linh hồn hắn xuất hiện một loại hàn ý. Tên nhãi đáng sợ này có lẽ chỉ các tôn lão mới có thể đối phó. Nhưng hôm nay Tôn lão đều bị kiềm chân ở bên ngoài. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, sắc mặt càng ngày càng âm lãnh. Thấy sắc mặt Tiêu Viêm thay đổi, tên hộ pháp như hiểu được điều gì, trong lòng lạnh lẽo, thân hình lách khỏi tay Tiêu Viêm, nhanh như chớp chạy về một hành lang khác, nhưng chạy chưa được bao xa đã cảm thấy một cỗ nhiệt phong thổi tới, đem hắn hoàn toàn cắn nuốt. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www chuyện phun làm xong việc này tiêu viêm phủi phủi tay. Hắn căm thù lũ hồn điện đến tận xương tùy. Chỉ cần nghĩ đến việc chúng bắt giam các linh hồn thể thì hắn dù có hạ sát thủ hắn cũng không cảm thấy cắn rứt. Giải quyết xong người này. Tiêu viêm nhìn về phía cuối hành lang, nơi đó có một cửa sắt màu đen đang đóng chặt. Có thể lờ mờ cảm nhận được khí tức quỷ dị đang tràn ra từ bên trong. Đấu khí trong cơ thể lặng lẽ vận chuyển, Tiêu Viêm bước đến bên cạnh đại môn, hàn ý xuất hiện trong mắt. Từ hắc sắc hỏa diễm bùng phát ra, đánh mạnh vào cánh cửa. Đường, dưới công kích như vậy, dù Thiết Môn cứng rắn vô cùng cũng phải bạo liệt. Cảnh tượng phía sau Thiết Môn liền đập vào mắt Tiêu Viêm bên trong là một quảng trường cực lớn, thạch trụ kình thiên cao cả trăm trượng. Những sợi xích đen răng khắp như mạng nhện, có vô số đốm sáng trôi lơ lửng đang bị những sợi xích này trói buộc. Dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này nhưng tiêu viêm vẫn nhịn không. Được mà hít sâu một hơi. Chậm rãi đi vào quảng trường cực kỳ quỷ dị. Ánh mắt tiêu viêm quét ngang quét dọc sai đó dừng ở phía sâu trong quảng trường. Trên thềm đá cao ngất có một đốm sáng chói lọi một khí tức làm cho tiêu viêm run dày phát ra từ bên trong. Điểm nhẹ chân một cái thân hình tiêu viêm xẹt qua quảng trường như cung rời tên. Kinh ngạc nhìn đốm sáng trong đó có một linh hồn già nua nhìn qua cực kỳ suy yếu đang bị bốn sợi xích đen xích lấy tứ chi. Ánh mắt tiêu viêm đỏ hoe, hai chân quỳ xuống, đầu gối đập mạnh vào thềm đá, giọng nói khàn khàn chua xót. Lão sư, con đã đến. Từ lúc dược lão bị bắt. Đây là lần đầu tiên tiêu viêm nhìn thấy lão một lần nữa. Bộ dáng xanh sao già nua, đã không còn chút hồng hào khỏe mạnh như trước kia, thứ còn lại chỉ là một lão già ốm yếu sắp xuống mồ. Tất cả chuyện này làm cho lòng tiêu viêm như thắt lại. Mấy năm nay, dược lão rơi vào tay hồn điện tuy không tổn thương tới tính mạng nhưng chắc chắn đã phải chịu không ít đau khổ. Lúc tiêu viêm quỳ gối xuống đất dược lão cũng từ từ mở mắt ra. Hai mắt khô đục nhìn người thanh niên đang run run quỳ gối trước mặt kia trên mặt hiện lên một nụ cười vô lực giọng khàn khàn nói tiểu tử. Rốt cuộc con cũng trưởng thành A, năm đó tiêu viêm vẫn chỉ là một tên nhóc nhuệ khí tận trời, bộc lộ phong mang. Nhưng chỉ sau vài năm ngắn ngủi, thiếu niên ngày xưa đã phát triển đến mức này. Tuy chỉ có một câu ngắn ngủi, nhưng chỉ thế thôi đã đủ làm tiêu viêm cảm động. Lấy tay chùi nhẹ mắt sau đó điều chỉnh lại tâm tình. Hiện tại vẫn thân ở hang hồ nên không có nhiều thời gian để ôn chuyện. Chờ đến khi thuận lợi rời khỏi vong hồn sơn mạch rồi nói tiếp. Chậm rãi đứng dậy, ánh mắt tiêu viêm quét qua màn ánh sáng rồi đặt tay lên, linh hồn lực mênh mông bùng phát ra như thủy triều từng gợn sóng vô hình chợt khuếch tán ra từ tay tiêu viêm cuối cùng dung nhập hết vào bên trong cổ linh hồn lực này linh cảnh sao tuy còn rất suy yếu nhưng kinh nghiệm của dược lão vẫn còn đấy khi tiêu viêm sử dụng linh hồn lực lão đã nhận ra một cảm giác quen thuộc trong mắt xẹt qua một chút vui mừng thành tựu hiện giờ của tiêu viêm đã vượt xa dự liệu của lão lúc bị bắt lão rất lo lắng rằng tiêu viêm không có người chỉ đạo làm cảnh giới trì trệ không tiến nhưng xem ra, lão đã đánh giá quá thấp tiềm lực của tiêu viêm rồi. Phá, nhìn vòng sáng dày đặc gợn xong vô hình, hàn quang trong mắt tiêu viêm chợt lóe trầm giọng quát. Phanh, theo thanh âm vang lên, vòng sáng khẽ rung chuyển, rồi sau một tiếng động nhỏ khác liền chợt vỡ bung ra. Lão sư, không sao chứ, phá xong vòng sáng, tiêu viêm liền tranh thủ cứu dược lão, ánh mắt đảo qua bốn sợi xích đen giống như cự mãng, bàn tay không khỏi nắm chặt lại, lũ hồn điện khốn kiếp này. Đây là tỏa hồn liên chuyên dùng để khắc chế linh hồn. Thứ này cực kỳ cứng rắn, muốn phá hủy cũng không phải chuyện dễ dàng. Dược lão nhìn thoáng qua mấy sợi xích đang cuốn quanh tứ chi mình. Không khỏi tự diễu cười nói, đám người kia cũng thật quan tâm đến lão phu, dùng cả một phần lễ lớn như vậy. Tiêu viêm mặt nhăn mày nhó, bàn tay chạm vào xích sắt. Một cảm giác âm trầm lạnh lẽo chợt bùng phát từ trong da nhưng hàn khí vừa tiến vào trong cơ thể tiêu viêm thì đã bị tam thiên liên tâm hỏa luyện hóa thành một mảnh hư vô. Suy, bắt lấy một đoạn xiềng xích từ hắc sắc hỏa diễm bùng phát từ trong lòng bàn tay. Sau đó tiêu viêm bắt đầu nung sợi xích lên, làm nó bốc ra từng trận khói trắng. Đây là, nhìn từ hắc sắc hỏa diễm trong tay tiêu viêm, dược lão ngẩn ra, chợt như hiểu được điều gì, trong mắt lão xuất hiện một chút sợ hãi lẫn vui mừng, nhẹ giọng hỏi. Lại cắn nuốt dị hỏa đúng vậy là tam thiên diễm viêm hỏa tiêu viêm cười đáp xem ra mấy năm nay ngươi cũng gặp không ít cơ duyên a à, dược lão nhẹ giọng than thở dị hỏa thứ mà những luyện dược sư cả đời cũng khó gặp được một lần này không nghĩ tới tiêu viêm lại có thể ba lần bốn lượt tìm thấy tiêu viêm cười cười tử hắc sắc hỏa diễm trên tay lại tăng thêm độ nóng trực tiếp nung chảy sợi xích trên tay lúc này những ký hiệu quỷ dị trên sợi xích cũng tan thành mây khói giác khi ký hiệu biến mất tiêu viêm bóp mạnh một cái, xích sắt trong tay liền đứt ra. Nhìn tam thiên liên tâm hỏa mạnh đến như vậy, trong lòng tiêu viêm vui mừng tột độ vội vàng làm tiếp với ba sợi xích kia. Đem chúng nung chảy hoàn toàn. Bốn sợi xích quấn trên người dược lão bị gỡ xuống, bỏ đi đồ vật quỷ dị này. Vẻ suy yếu trên khuôn mặt dược lão cũng giảm bớt đi một chút. Tuy nói thân thể vẫn hư ảo như trước nhưng vẫn tốt hơn trước kia rất nhiều. Dược lão nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay. Nhìn những sợi xích cuối cùng cũng bị tháo bỏ kia, lão không khỏi than thở. Không nghĩ tới dược trần hắn vẫn có ngày thoát được khỏi đây. Đi thôi, hồn điện này quỷ dị khó lường, đầu tiên cứ thoát ra trước đã. Ánh mắt dược lão đảo qua đại điện này. Âm khí dày đặc lộ ra một luồng khí tức tử vong nồng đậm. Tiêu viêm khẽ gật đầu, liếc nhìn những đốm sáng trong đại điện, hàn quang chớp động trong mắt. Nếu đến đây thì cũng phải làm gì đó cho hoành tráng một chút. Thả những linh hồn này chạy thoát tăng thêm một chút hỗn loạn cho hồn điện cũng tốt. Nói xong, bàn tay Tiêu Viêm nắm chặt lại, từ hắc sắc hỏa diễm hiện ra, hóa thành một chiếc roi lửa dài, vẽ nên một đường cong hoàn mỹ giữa không trung, lướt tới mấy sợi xích sắt giữa không trung. Nhưng ngay khi sợi roi lửa sắp chạm tới xiềng xích thì mảnh không gian kia lại đột nhiên ngưng kết lại. Sợi roi như đánh vào trên vách tường, bật ngược ra làm vang lên một tiếng động trong trèo. Còn có cường giả hồn điện đi mau. Thấy một màn này, sắc mặt dược lão biến đổi, trầm giọng nói lúc bức tường không gian vô hình xuất hiện. Tiêu viêm mới hoàn hồn, không chờ dược lão nhắc nhở, một tay hắn đỡ lấy dược lão, thân hình hóa thành thiểm điện lướt về phía cánh cửa. Ha ha, dược trần. Xem ra ngươi dạy được một đệ tử rất giỏi đấy. Dám đến hồn đã cướp người, có quyết đoán như vậy, dù là lão phu đây cũng không thể không khen ngợi khi tiêu viêm lui lại một tiếng cười cũng bất chợt vang lên mảng không gian phía tiêu viêm đang lùi đến chợt vặn vẹo hóa thành một bức tường vô hình suy cảm nhận được bức tường phía sau sắc mặt tiêu viêm kịch biến chân đạp mạnh lên mặt đất cố gắng ổn định thân hình sau đó liền ngẩng đầu lên chỉ thấy ở giữa không trung một gã lão giả áo xám đang đứng trên một sợi xích đen cười nói với bọn hắn người này cũng là một tôn lão Thấy vậy, trong lòng tiêu viêm trầm xuống, chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Cường giả hồn điện chấn thủ ở nơi này cũng không phải chỉ có năm tên tôn lão như trong tình báo. Trích tinh lão quỷ, người cư nhiên lại ở đây. Dược lão nhìn vị lão giả này, sắc mặt khẽ biến trầm giọng nói. Ha ha, điện chủ khá trọng thị ngươi, vì thế cũng đã phái ta qua đây. Chẳng qua chưa từng hiện thân mà thôi lão giả được gọi là trích tinh lão quỷ này cười cười, sau đó nhìn về phía tiêu viêm, nói, vả lại. Lão phu còn đang chờ còn cá lớn này nữa. Ngươi biết ta đến ư. Tiêu viêm cười lạnh châm chọc. Chuyện sớm muộn mà thôi. Trích tinh lão quỷ cười nói, ngươi mới là cá lớn. Điện chủ còn hứng thú với ngươi hơn cả dược trần. Đương nhiên, ta đang nói đến mảnh chìa khóa của tiêu gia vật kia đáng ra phải ở trên người phụ thân ngươi, mặc dù phụ thân ngươi đánh chết cũng không khai, nhưng hiện giờ người có tiền đồ nhất tiêu ra chính là ngươi. Chìa khóa đặt ở trên người của ngươi mới là hợp lý nhất. Phụ thân, tiêu viêm khẽ run lên, trong mắt trào ra sát ý lành lạnh. Hồn điện là lũ chó chết gần như tất cả thân nhân của hắn đều bị chúng gây thương tổn. Không nên động thủ cùng hắn, ngươi không phải là đối thủ. Thấy sắc mặt tiêu viêm chuyển lạnh, dược lão thấp giọng quát. Tiêu viêm cắn răng gật đầu, dù trích tinh lão quỷ vẫn đang cười nói vô hại. Nhưng tiêu viêm có thể nhận thấy được người này chắc chắn còn kinh khủng hơn cả mộ cốt lão nhân. Hôm nay hắn rơi vào hiểm cảnh nếu không toàn lực ứng phó. Đừng nói đến việc cứu dược lão mà ngay cả cái mạng nhỏ của hắn cũng rất khó giữ được. Nếu lão phu đã lộ diện sao còn có thể cho các ngươi rời đi. Trích tinh lão quỷ cười bàn tay tái nhợt như người chết vươn ra từ tay áo hắc vụ mênh mông bắt đầu khởi động trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một trường ấn khổng lồ. Hùng hăng vỗ về phía tiêu viêm. Ô ô, nghe được tiếng gió rít khủng khiếp sắc mặt tiêu viêm khẽ biến thủ ấn vội vàng biến đổi. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến, tiếng quát lạnh rồn dập vang lên, khí tức của tiêu viêm cũng theo đó mà tăng mạnh từ hắc sắc hỏa diễm hiện ra từ lòng bàn tay hóa thành một con hỏa long gầm thét hung hăng va chạm với trường ấn ầm âm thanh kinh thiên động địa vang lên bên trong đại điện khí lãng kinh khủng trực tiếp phá nát những sợi xích xung quanh một vài đốm sáng cũng bị phá tan lộ ra linh hồn đang thống khổ cùng mờ mịt bên trong khí lãng khoách tán tiêu viêm cũng bị đẩy lùi vài chục bước khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn trong mắt xẹt qua vẻ ngưng trọng thực lực trích tinh lão quỳ rất mạnh, theo suy đoán của hắn thì ít nhất cũng đạt đến ngũ tinh. Nói cách khác, lão già này chính là hồn điện thiên tôn. Thực lực của lão quỷ này là ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong, không thể cứng đối cứng với hắn. Thấy tiêu viêm bị đẩy lui. Dược Trần lo lắng nói. Nguồn chuyện, chuyện phun, lão sư, người vào giới chỉ đi, việc còn lại giao cho con. Tiêu viêm trầm giọng nói. Nghe vậy, Dược Trần hơi ngẩn ra. Sau đó, chợt gật gật đầu. Thân hình chợt động, hóa thành hào quang lướt vào hắc sắc giới chỉ trên ngón tay Tiêu Viêm. Nếu lão ở trạng thái toàn thịnh, đánh bại Trích Tinh lão quỷ tự nhiên không khó. Nhưng lúc này tình trạng của lão cực kỳ yếu ớt, căn bản không giúp gì được Tiêu Viêm, mà còn làm ngáng chân thêm. Nhìn thấy Dược lão bay vào giới chỉ, trong mắt Tiêu Viêm lộ ra hung mang. Hôm nay, dù là ai ngăn cản, hắn cũng phải cứu Dược lão ra khỏi đây. Kẻ nào ngăn trở thì giết kẻ đó. Hà hà, rốt cục định liều mạng rồi sao? Lão Phu thật sự rất muốn nhìn xem hiện giờ tiêu gia còn người nào có được một phần khí phách năm xưa của tiêu huyền. Nhìn thấy tiêu viêm đưa linh hồn dược lão vào nhẫn, trích tinh lão quỷ không khỏi cười lạnh, nói. Sắc mặt tiêu viêm lạnh băng. Đấu khí trong kinh mạch chạy khắp cơ thể giống như hỏa long điên cuồng rít gào. Lúc này không nghi ngờ thực lực của hắn sau khi cắn nuốt tam thiên diễm viêm hỏa đã tăng lên đáng kể đương nhiên hắn cũng hiểu được trích tinh lão quỷ đã là cường giả ngũ tinh đấu tôn đình. Nếu không thi triển toàn lực chỉ sợ ngay cả cơ hội xuất thủ hắn sẽ không còn. Giao mảnh chìa khóa kia của tiêu gia ra đây. Lão Phu có thể không tổn thương tính mạng ngươi. Nhìn thấy đấu khí của tiêu viêm đang dâng trào. Trích tinh lão quỷ ngược lại vẫn thong dong cười thản nhiên nói. Lấy thực lực ngũ tinh đấu tôn đỉnh của lão. Căn bản không sợ tiêu viêm nửa phần chênh lệch cấp bậc quá lớn đủ để lão quỷ này xem tiêu viêm như là con kiến. Tiêu viêm thầm cười lạnh căn bản chưa từng để ý đến lời nói của trích tinh lão quỷ. Ánh mắt đảo quanh tìm chỗ thoát ra. Ai, một khi đã như vậy thì lão phu đành tự thân động thủ vậy. Thấy thế, trích tinh lão quỷ thở dài, bàn tay năm ngón xè ra chỉ vào tiêu viêm. Chợt phấy tay một cái, năm luồng xương mù đen kịt từ đầu ngón tay bùng phát ra, sau một tiếng động vang lên, ngừng tụ thành một chuỗi dây xích màu đen quỷ dị. Chúng lơ lửng giữa không trung, suy một tiếng trực tiếp xuyên phá không gian, nháy mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu tiêu viêm. Thế công đột ngột xuất hiện nhanh như chớp làm cho tiêu viêm biến sắc. Ngân mang lóe ra dưới chân, lấy khí thế như xét đánh không kịp bưng tay lui ra sau vài bước. Suy, xiềng xích giữa không trung hung hăng đâm tới, sau đó xẹt qua trước mặt tiêu viêm. Cuối cùng mạnh mẽ cắm mạnh vào bên trong tầng nham thạch cứng rắn, làm nham thạch chấn động khắp bốn phía nhất thời vỡ tan ra. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, phản ứng không tệ. Trích tinh lão quỷ cười nhạt, cong tay búng ra một cái, xiềng xích như tia chớp rung lên tựa độc xà mang theo kình phong. Tấn công vào mọi chỗ yếu hại khắp toàn thân tiêu viêm. Công kích của nó cực kỳ khủng bố, tạo thành từng đạo tàn ảnh đầy khắp bầu trời, làm cho người khác khó lòng phòng bị. Đinh, 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 nhìn về phía thế công đang đến của Trích Tinh lão quỷ, bàn tay Tiêu Viêm nắm chặt, huyền trọng xích liền hiện ra. Thân xích vừa động thì liền ngưng thành một vòng xích ảnh phòng ngự dày đặc, liên tiếp đón lấy thế công của xích ảnh. Choang, xiềng xích va chạm mạnh lên trọng xích, cổ lực đạo kinh khủng làm Tiêu Viêm liên tiếp lui về sau, dấu chân tạo thành những vết lõm sâu trên đất. Sau khi ổn định thân hình, thì mới cảm giác trên cánh tay truyền đến từng cơn đau nhức. Cường giả ngũ tinh đấu tôn đỉnh quả nhiên khủng bố. Sau khi giao thủ sơ lược, tiêu viêm đã xác định được thực lực của trích tinh lão quỷ trong lòng liền cảm thấy nặng nề. Hôm nay muốn thuận lợi thoát thân chỉ sợ cũng không dễ dàng như tưởng tượng A à, có thể lấy thực lực cửu tinh đấu tông tiếp được công kích của lão phu. Không thể không nói ngươi đúng là dị nhân vẻ mặt nghiêm lại, trích tinh lão quỷ nhìn tiêu viêm cười cười. Thân hình đột nhiên chậm rãi trồm tới trước giống như dã thú chuẩn bị bắt mồi. Bất quá lão phu không có thời gian chơi đùa với ngươi, tương lai sẽ làm thịt ngươi sau. Còn mấy tên gia hỏa đáng ghét bên ngoài kia đang chờ ta thu thập. Trích tinh lão quỷ cười nói, cước bộ khẽ nhích, không gian dao động thân hình liền biến mất. Ngay lúc trích tinh lão quỷ biến mất, Tiêu viêm thấy được một bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng từ không gian hư vô bên cạnh xuyên ra, sau đó chộp vào ít hầu của hắn. Bàn tay khô héo nhìn qua như không có đấu khí bao trùm. Nhưng khi nó lướt qua đến đâu thì không gian bị trực tiếp phá vỡ thành một lằn đen đến đó. Sắc mặt tiêu viêm ngưng trọng cước bộ cấp bách trọng xích trong tay nháy mắt đã điên cuồng bổ tới. Diễm phân phệ lãng xích. Trong lòng gầm lên một tiếng, đại xích lớn cỡ vài chục trượng từ trong mũi xích lướt ra, sau đó chém thật mạnh vào bàn tay khô héo này. Kình phong nhìn như hung mãnh, nhưng chỉ làm cho bàn tay ngừng lại một chút, ngay sau đó lập tức tăng tốc chợt hiện ra trước mặt tiêu viêm, nhẹ nhàng chụp vào ngực hắn. Một trưởng này cực nhanh, mặc dù tiêu viêm đã phòng bị nhưng không thể tránh kịp. Trong lúc nguy cấp hắn dựng trọng xích lên che chắn trước người. Đang! bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng chạm lên trọng xích tạo thành một âm vang thanh thúy vọng mãi không ngớt sau khi công kích của hai người va chạm sắc mặt tiêu viêm nhất thời kịch biến bàn tay nhìn như củi mục kia lại nặng nề như một dãy núi đè xuống tuy chỉ tiếp xúc trong chốc lát nhưng song trường tiêu viêm vang lên tiếng xương nứt vỡ thình thịch hai chân tiêu viêm dưới kình lực đáng sợ như bị đóng sâu vào trong nham thạch giờ phút này nham thạch cứng rắn lại giống như đậu hũ yếu ớt không chịu nổi tiếp trích tinh lão quỷ một trường, khí huyết trong cơ thể tiêu viêm cuộn trào hỗn loạn. Trọng xích vội vàng huy động, chân đạp một thân hình tiêu viêm liền dữ dội lướt đi sát mặt đất quay ngược lại. Sau đó bàn chân tiếp tục đạp mạnh, thân hình đứng thẳng dậy nhìn thoáng qua huyền trọng xích. Liền cả ấy hoảng sợ cứ nhiên trên mặt xích lại xuất hiện một dấu tay mờ nhạt. Dấu tay mặc dù không sâu, nhưng đối với tiêu viêm mà nói thật sự làm hắn rung động mãnh liệt huyền trọng xích từ xưa đến giờ chính là vũ khí tùy thân của hắn. Đối với độ cứng của nó, tuy hắn không rõ lắm nhưng có thể lưu lại trưởng ấn trên thân xích đủ cho thấy trình độ của trích tinh lão quỳ. Gia hỏa đáng ghét cứng như sắt, không gian trước mặt tiêu viêm vặn vẹo một trận thân hình trích tinh lão quỳ chậm rãi hiện ra. Lão ta liếc trọng xích trong tay tiêu viêm một cái cười nhạt nói. Tiêu viêm cảnh giác nhìn lão già này tính toán tình cảnh hiện tại trước hết phải rời khỏi đại điện này. Ra đến bên ngoài lúc đó có thêm nhóm yên hiệp trở, hẳn sẽ thoải mái hơn nhiều. Tiếp tục dây dưa ở trong này, sớm hay muộn hắn cũng sẽ bị lão quỷ già này làm hao tổn đấu khí. Loại công kích này, mặc dù tiêu viêm có thi triển thiên hòa tam huyền biến cũng không đỡ được mấy lần nữa. Hà hà, không cần chơi hoa chiêu gì. Trước thực lực tuyệt đối mấy cái đó không có chỗ dùng. Như biết rõ Tiêu Viêm đang suy nghĩ gì, Trích Tinh lão quỷ chợt cười. Mũi chân điểm nhẹ xuống đất, thân hình tựa như tên rời khỏi cung nhằm phía Tiêu Viêm bay tới. Lúc này, nét cười trên khuôn mặt lão ta trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Biểu hiện này chứng tỏ lão quỷ cũng không định tiếp tục dây dưa với Tiêu Viêm thêm nữa. Tiêu Viêm cũng đã nhận ra biến hóa của Trích Tinh lão quỷ, ngân mang dưới chân chớp động, thân hình chợt lui. Mặt khác từ sắc hỏa diễm trong lòng bàn tay ngưng tụ, sau đó biến hóa thành một đóa hỏa liên cực kỳ tinh mỹ nhưng tràn ra một luồng năng lượng cực kỳ cuồng bạo. Từ khi lực lượng linh hồn đột phá đến tiên cảnh, tiêu viêm ngừng tụ Phật nộ hỏa liên rất thuận tay, dường như tâm niệm vừa động là hỏa liên đã được thành hình. Từ sắc hỏa liên vừa xuất hiện tiêu viêm liền bỏ qua công kích trích tinh lão quỷ. Thân hình chợt lui rồi đột nhiên tăng tốc, thình thịch, hỏa liên cách trích tinh lão quỷ chỉ có nửa trượng thì đột nhiên nổ mạnh. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, sóng lửa càn quét như cuồng phong làm cho một số kinh thiên thạch trụ trong đại điện bị chấn nứt như mạng nhện. Khắp quảng trường đã bị phá hư thành một đống tàn tả. Hỏa liên nổ mạnh nhưng tiêu viêm vẫn không dám thả lỏng chút nào. Hắn biết chỉ bằng vào Phật nộ hỏa liên thì không thể giết chết trích tinh lão quỷ được. Không ngoài dự liệu của hắn. Không lâu sau khi hỏa liên nổ mạnh một thân ảnh hom hem chậm rãi hiện ra từ trong sóng lửa. Tiêu viêm nhìn ra đúng là trích tinh lão quỷ. Nhưng mà giờ phút này, quần áo của lão ta lại bị rách nát như bươm bướm, nhìn qua liền biết có chút chật vật. Hiển nhiên uy lực hỏa liên nằm ngoài dự liệu của hắn. Không hổ là người của tiêu gia. Có thể bằng thực lực cửu tinh đấu tông lại có thể phát ra công kích có uy lực cỡ này. Trích tinh lão quỷ nhìn tiêu viêm chầm chầm trên khuôn mặt hiện ra vẻ lạnh lẽo. Tiêu viêm mặt không đổi sắc, ánh mắt lóe sáng, bàn chân đạp mạnh lên mặt đất rồi thân hình nhoáng lên từng luồng từ sắc hỏa mang từ trong cơ thể bùng phát ra rồi bùng nổ đinh đinh đang đang hỏa mang bùng nổ hung hãn bổ vào những sợi xích tỏa hồn trong đại điện giữa không trung chúng không khó giải quyết như loại trói buộc dược lão nên hỏa diễm vừa bổ đến liền tan nát sau đó vô số quang đoàn trong đại điện kia nhất thời vỡ tan từng linh hồn sắc mặt thống khổ và mờ mịt chậm rãi mở hai mắt ra những linh hồn đó sau khi mở mắt ngơ ngác một hồi rồi sau đó như hiểu được chuyện gì. Lập tức thét lên chói tai rồi sau đó chạy trốn khỏi đại điện tạo thành tình huống cực kỳ hỗn loạn. Người muốn chết, nhìn thấy Tiêu Viêm thả ra nhiều linh hồn như vậy, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ biến đổi, thân hình chợt động đã hóa thành ánh sáng lướt tới trước mặt hắn với khí thế cực kỳ dữ dội. Nhìn thấy Trích Tinh lão quỷ người đầy sát khí xông tới, tiêu viêm hừ lạnh một tiếng rồi siết chặt tay lại. Ba viên tử sắc châu thể liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Rõ ràng chính là hỏa lôi tử mà tiêu viêm lúc ở trong tinh vực sử dụng tam thiên diễm. Viêm hỏa luyện chế ra. Xoẹt xoẹt, cánh tay tiêu viêm vung lên, ba viên hỏa lôi tử hóa thành hình chữ phẩm, giữ đội lướt tới trích tinh lão quỷ, sau đó khi còn cách lão quỷ tầm một trượng thì đột nhiên nổ mạnh ầm ầm, sóng khí kinh khủng ở giữa không trung ầm ầm nổ mạnh làm mấy sợi xích màu đen kịt chung quanh bị chấn đoạn không ít. Lập tức cả khu đại điện đều tràn ngập linh hồn như ong vỡ tổ nháo nhào bỏ chạy khỏi đại điện. Bên trong sóng khí kinh khủng, trích tinh lão quỷ mạnh mẽ xông ra. Giờ phút này trên khuôn mặt của lão mơ hồ chứa đựng lửa giận lạnh băng. Thủ đoạn kỳ dị của tiêu viêm hẳn đã làm lão già này ăn phải quả đắng, vô liêm sỉ linh hồn thoát ra đó, ta phải bắt ngươi đền lại. Trích tinh thủ, trên mặt trích tinh lão quỷ lượn lờ hắc khí tay phải lão ta lúc này đột nhiên trở nên phình to lên một cách kỳ dị. Thân hình chợt động liền quỷ mị một chảo làm không gian xung quanh tiêu viêm động lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cự thủ đang tới gần. Tiêu ra tiểu tử, ngươi xong đời rồi, trích tinh lão quỷ lộ ra nụ cười quái gở chợt bàn tay mạnh mẽ nắm chặt làm không gian xung quanh tiêu viêm nháy mắt sụp đổ không gian sụp đổ cảnh tượng huyết nhục mơ hồ như dự đoán của trích tinh lão quỷ vẫn chưa xuất hiện mà thân thể tiêu viêm trong lúc lão đang giật mình. Dưới ánh mắt kinh ngạc bỗng, phanh, một tiếng biến thành một mảnh hư vô. Một màn này làm cho trích tinh lão quỷ sửng sốt, khi nào uy lực trích tinh thủ khủng bố tới mức này. Không đúng, đây là cảnh giả. Bất quá trích tinh lão quỷ là lão già thành tinh, trong đầu chỉ mê muội chốc lát liền phục hồi tinh thần ánh mắt vội vàng chuyển đến cửa ra tòa hồn đại điện một thân ảnh linh hoạt như khỉ vượn đang chạy ra ngoài xem bóng lưng kia không phải tiêu viêm còn có thể là người phương nào nữa nhìn bóng lưng tiêu viêm biến mất sắc mặt trích tinh lão quỳ trở nên âm trầm đáng sợ lão ta ngược lại không ngờ tới hôm nay lại bị một tên tiểu bối trêu chọc đến mức như thế tiêu viêm lão phu hôm nay xem ngươi có thể chạy đi đâu âm thanh tức giận rít gào nháy mắt đã vang dội khắp đại điện nghe được tiếng gầm gừ phẫn nộ từ xa vọng đến, thân hình tiêu viêm chợt sững lại. Ngọn lửa màu nâu tím lượn lờ quanh thân làm cho hắn giống như một con hỏa thú đang hung hục sông lại. Những tên hộ vệ của hồn điện thấy vậy không khỏi nháo nhào giặt sang hai bên để tránh né tên sát. Tinh này, những kẻ oan mạng trong tay tiêu viêm lúc trước đủ dọa cho chúng sợ bề mật. Còn gan đâu mà dám nhảy ra ngăn chờ tiêu viêm đường trống, tốc độ của tiêu viêm được đẩy lên mức cao nhất có thể, hắn cảm nhận được trích tinh lão quỷ đang đuổi theo sát đít, ắt hẳn lão quỷ này bị tam thiên lôi huyễn thân chọc cho xì khói. Móa, con rùa già này, trong lòng chửi thầm, nếu không có con quỷ già này mà nói. Việc này đã có thể thuận lợi hoàn thành. Ngũ tinh đấu tôn đủ để làm đội hình hai bên xảy ra sự thay đổi có thể làm nghịch chuyển chiến cuộc. Mịa mịa, móa móa, vài câu. Tiêu viêm ngẩng đầu nhìn cửa ra cách đó không xa, bàn chân khẽ tăng thêm lực thân hình tựa như giải cầu vòng màu nâu tím, vút một tiếng đã bay ra ngoài. Vừa lao ra, từ phía trên bỗng dáng xuống mấy đạo kình khí mãnh liệt làm tiêu viêm không khỏi giật mình tránh né, vội vàng phóng lên trên. Cao và thoáng hơn mới có thể nhìn thấy cục diện lúc này một cách rõ ràng. Sơn cốc lúc này đã trở nên tàn tả, những khe nứt khổng lồ răng kín cả khắp nơi, thậm chí có những khe nứt còn chạy dọc lên cả sườn núi làm những tảng đá không ngừng rơi xuống. Nện lên nền đất những tiếng ầm ầm vang dội không ngớt. Trên khoảng không ở trung tâm Sơn cốc bóng người chớp lóe. Đấu khí mênh mông tràn ngập, gần 10 cỗ khí tức cường hãn đang trong trạng thái chiến đấu không khỏi làm cho không gian nơi này trở nên cực kỳ mất ổn định những khe nứt không gian lần lượt chớp hiện làm cho lũ người hồn điện không khỏi sợ vỡ mật. Cấp độ chiến đấu như vậy thì dù có cho tiền chúng không dám nhảy vào nhúng tay hoặc ăn hôi. Ngoại trừ năm, vòng đấu kịch liệt kia thì vẫn còn một nơi làm cho tiêu viêm chú ý. Đó là vị trí chiến đấu của tử nghiên. Tiểu nha đầu này không bị mấy tên cường giả đấu tôn quấy nhiễu, vì vậy nàng có thể tìm mấy tên hộ vệ hồn điện mà chút giận. Kể từ khi mất tích đến nay, trong khoảng thời gian ngắn thực lực tử nghiên cũng đã có những tiến bộ nhảy vọt nhưng kỳ quái là với cảm giác linh hồn của tiêu viêm vẫn không thể nhìn ra thực lực thật sự của nàng. Có vẻ giống như là đang bị cái gì đó che đậy. Bất quá tuy nói là không cảm ứng ra. Nhưng nhìn cách mà cô nàng đánh cho một tên lục tinh đấu tông phải hộc máu thì chắc hẳn là thực lực của nàng cũng không kém. Ánh mắt quét nhanh thế cục toàn sân. Tiêu viêm thoáng thở dài nhẹ nhõm nhìn ra được phe mình cũng không bị rơi vào thế hạ phong, thực lực năm tên đấu tôn đều ở khoảng tam tinh. Ngoại trừ thiết kiếm tôn già có vẻ hơi miễn cưỡng thì còn lại đều có phần chiếm thượng phong. Thấy vậy, tiêu viêm cũng không nói dài dòng, hét to, người đã cứu ra, lui. Trên không trung nghe được tiếng quát của tiêu viêm, khuôn mặt đám người phong tôn giả cũng hiện lên nét kinh hì. Nhưng lúc này đối thủ của họ lại quấn chặt và tấn công điên cuồng làm họ không thể thoát thân được nhìn thấy vòng hỗn chiến trên không trung như vậy chân mày tiêu viêm nhíu chặt tình hình so với trong dự liệu của hắn phức tạp hơn nhiều vụt vụt sự xuất hiện của tiêu viêm cũng đưa đến sự chú ý của những cường giả hồn điện chung quanh tuy nói bọn chúng mặc dù không đủ tư cách tham dự cùng những cường giả phía trên nhưng dựa vào số đông ít nhất họ cũng có thể ngăn hắn lại ngay lập tức liền xuất hiện ba người bay đến xiềng xích trong tay sắc bén như trường thương hùng hổ lao về phía tiêu viêm bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full cút. Nhận thấy sự công kích của ba tên hồn điện. Sắc mặt tiêu viêm lạnh lẽo, bàn tay thò ra trực tiếp bắt lấy ba sợi dây xích sắc bén, cánh tay rung lên, hỏa long màu nâu tím rít gào. Men theo xiềng xích đánh thẳng vào ngực ba tên hồn điện. Gặp phải trọng kích ba tên hồn điện bị đánh vang ngược ra phía sau, đập vào những cột đá. Hắc vụ lượn lò quanh thân cũng trở nên mỏng manh hơn trước rất nhiều nhìn thấy tiêu viêm tiện tay đánh văng ba gã hộ pháp những tên cường giả hồn điện còn lại cũng kinh hãi. Không dám tiếp tục tiến lên, chấn lui ba tên hộ pháp nhận thấy những tên còn lại có ý định thối lui tiêu viêm chợt quát nếu đã đến đây thì cũng đừng hòng chạy đi, lời vừa dứt Bỗng một tiếng nổ từ phía đỉnh điện lớn vang lên, một đạo thân ảnh mang theo tiếng cười lạnh bay vụt ra. Phiền rồi, lão quỳ kia đuổi tới. Nghe được tiếng cười lạnh, sắc mặt tiêu viêm biến đổi phong tỏa không gian khóa trên bầu trời ánh mắt âm trầm của trích tinh lão quỷ đảo qua toàn trường cuối cùng dừng lại nơi tiêu viêm vẻ lạnh lẽo càng tăng thêm hai tay nhanh chóng kết ấn trầm giọng quát to sau tiếng quát to của lão quỷ không gian sơn cốc bỗng nhiên nổi gió kịch liệt lan ra từng đợt giống như nhiều lớp khăn xếp chồng lên nhau trong khoảng không hư vô trích tinh lão quỷ phong tôn giả đang cùng đối thủ chiến đấu cũng phát hiện lão quỷ sắc mặt lập tức biến đổi kêu lên thất thanh Phong Nhàn, ngươi quả thật là chưa bỏ ý định, cư nhiên vẫn còn dám đến hồn điện." Trích Tinh lão quỷ âm trầm nhìn Phong Tôn giả nói. Phong Tôn giả sắc mặt lạnh lùng, một trưởng trấn lui tên Tam Tinh đấu tôn của hồn điện, trong lòng suy tính. Hiện tại cục diện đã có phần ra ngoài dự tính. Sự xuất hiện của Trích Tinh lão quỷ làm cục diện nơi đây hoàn toàn nghịch chuyển, chỉ sợ rằng hôm nay sẽ xuất hiện thương vong không nhỏ. "Đợi lão phu thu thập xong tên tiểu tử này, ta sẽ cho ngươi biết." hồn điện không phải là nơi các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Trích tinh lão quỷ cười lạnh ánh mắt hiểm độc hướng phía tiêu viêm rồi gần giọng nói, bằng vào cấp độ đấu tông. Lại dám trêu chọc lão phu, đây quả thật là lần đầu tiên lão phu gặp phải. Lời vừa dứt chân lão quỷ khẽ đạp hư không chậm rãi đi về phía tiêu viêm, hắc vụ ùn ùn kéo đến. Thành thế làm cho kẻ đối diện phải kinh hãi. Ngũ tinh đấu tôn, thực lực quả thật là khủng bố dị thương nhìn thấy trích tinh lão quỷ đằng đằng sát khí bước tới, sắc mặt tiêu viêm khẽ biến. Nói trắng ra là lão già này muốn tự thân động thủ đánh chết mình. Bằng vào thực lực của tiêu viêm ngày hôm nay, cho dù là có thi triển ra thiên hòa tam huyền biến cũng không thể là đối thủ chân chính của trích tinh lão quỷ. Tuy nói là vậy, nhưng cũng không phải có nghĩa là tiêu viêm hoàn toàn giống như cá nằm trên thớt để mặc người giết mồ hắn hiện tại đã hoàn toàn thu phục tam thiêm diễm viêm hòa trong người mang theo bốn loại dị hòa. Nếu dùng hợp Phật nộ hỏa liên, uy lực của nó tất nhiên sẽ hơn xa so với sử dụng hóa sinh hòa. Nhưng muốn thi triển đấu kỹ này thì chuyện tối cần thiết là phải có thời gian đầy đủ. Lấy thực lực của trích tinh lão quỷ tất nhiên sẽ không để hắn tùy ý thi triển sát chiêu này. Trong tình thế hiện tại, cường giả đấu tôn bên mình đã bị đối phương kiềm hãm. Chỉ có tự nhiên là có thể giành tay. Tuy nói thực lực của cô nàng này bây giờ đã tiến bộ rất nhiều, bản thể lại là thái cổ hư long, nhưng dù sao nàng cũng vẫn còn quá nhỏ, vẫn chưa đủ khả năng là đối thủ của trích tinh lão quỷ. Trong lúc tiêu viêm còn đang cân nhắc tử nghiên từ phía xa dường như cảm nhận được tâm tư của hắn, thân hình nhỏ xinh của nàng chợt xuất hiện trước mặt tiêu viêm, vẻ mặt ngưng trọng nói. Để ta ngăn cản hắn lại. Ổn không? Tiêu viêm trần chờ một chút. Trong lòng có chút băn khoăn nói vậy ngươi còn có thể tìm được người khác hay sao tử nghiên không cũng không quay đầu lại nói tiêu viêm không biết nói gì cười khổ chỉ biết cắn răng nói giúp ta tranh thủ một ít thời gian nhớ cẩn thận nếu không được lập tức lui lại tử nghiên khẽ gật đầu đôi tay nhỏ bé đột xuất mấy đạo ấn quyết kỳ dị từ quang mãnh liệt liền từ thân thể nàng bùng phát ra cùng lúc thân thể nàng cũng bắt đầu biến đổi trong vòng mấy hơi thở ngắn ngủi một tiểu cô nương đã nhanh chóng biến thành một đại mỹ nữ khêu gợi dáng người uốn lượn như sóng lồi lên lõm xuống làm kẻ đối diện không khỏi nổi lên lòng lợn tiết canh cứ nhiên cùng năm đó tiêu viêm thấy được giống như đúc bộ dáng biến thành như vậy từ nghiên dung ngọc thủ khẽ gạt làn tóc tím ra sau tai quay đầu lại nhìn tiêu viêm đang tròn mắt kinh ngạc khuôn mặt nàng chợt đỏ lên môi khẽ bậm lại Mắt liếc Tiêu Viêm như u như oán, nhưng mà nàng đã quên rằng nàng bây giờ không còn là tiểu cô nương như trước, biểu hiện bây giờ trở nên kiều mị và hấp dẫn hơn rất nhiều, nhìn thấy vậy, Tiêu Viêm không khỏi nổi lên lòng lợn tiết canh tập 2. Tiêu Viêm lắc đầu cười khổ, chợt hít sâu một hơi, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, giao cho nàng, nhớ cẩn thận. Lui về phía sau, đôi bàn tay Tiêu Viêm tách ra, hỏa diễm màu nâu tím vụt ra. Ngự trị riêng rẽ trên mỗi bàn tay rồi hóa thành từng đoàn dị hỏa bất đồng lơ lửng trước mặt. Trong lúc Tiêu Viêm bắt đầu động thủ chuẩn bị đại khai sát giới, đôi mắt ngọc của Tử Nghiên chợt ngưng trọng chăm chú nhìn Trích Tinh lão quỷ cách đó không xa. Từ trên người lão ta, nàng cảm nhận được hơi thở của sự nguy hiểm chân chính, không còn tâm trạng vui đùa như trước. Cục diện hiện giờ, Tử Nghiên cũng rất rõ ràng, biến số lớn nhất chính là lão quỷ Trích Tinh này. Đám người tiểu y tiên hiện tại cũng không rảnh tay. Nếu như để cho lão tự do nhảy vào vòng chiến bên kia, lúc đó quả thật sẽ là tai họa. Vì vậy, dù như thế nào đi nữa, nàng nhất định phải bám dính lão quỷ này, tranh thủ để Tiêu Viêm đủ thời gian thi triển đại sát chiêu. Chỉ có như vậy, kế hoạch cứu viện lần này mới có thể toàn thân trở ra, nếu không, bọn họ thương vong sẽ rất thảm trọng. Tất cả phải trông chờ vào việc nàng có thể bám trụ đủ lâu để Tiêu Viêm có đủ thời gian hay không. Nhìn Từ Nghiên trước mặt Trích Tinh lão quỷ hơi nhíu mày, ánh mắt đảo qua đảo lại, không biết vì sao lão không nhìn thấu được thực lực của nàng. Nhưng dù không nhận ra thì lão vẫn có thể cảm thấy Từ Nghiên không thể tạo thành uy hiếp với mình. Có lẽ là dị bảo có khả năng ẩn giấu khí tức. Trong lòng Trích Tinh lão quỷ tự nói một câu rồi chợt nhìn về phía Tiêu Viêm. Lúc này, hắn đang triệu hồi ra ba loại dị hỏa. Chiếc nhẫn đang đeo trên tay cũng bốc lên một ngọn lửa màu xâm bạch sao sao sâm bạch màu trắng sữa bốn loại dị hỏa nhìn một màn này dù lấy thực của trích tinh lão quỳ cũng không nhịn được mà co mắt lại sắc mặt có chút biến hóa dị hỏa là thứ co uy lực rất mạnh nhưng lại vô cùng ít ỏi có thể sở hữu một loại đã là cơ duyên trời cho nhưng trong tay tiêu viêm lại có tới bốn loại dị hỏa việc như vậy sao có thể không làm cho trích tinh lão quỳ chấn động trong lòng đây tiểu tử này quả nhiên có chỗ quỷ dị, nhìn bộ dáng như vậy hẳn là đang muốn chuẩn bị một đòn công kích lớn nào đó. Nhìn sắc mặt ngưng trọng của tiêu viêm, trích tinh lão quỷ liền đoán được mục đích của hắn. Mặc dù lão không rõ đấu kỹ tiêu viêm chuẩn bị mạnh đến mức nào, nhưng với tính tình vốn cẩn thận. Lão sẽ không để cho tiêu viêm có thể thi triển thành công. Mặc dù trong lòng lão cũng không hề cho rằng tiêu viêm có thể lật ngược thế cờ. Bạn đang đọc truyện tại http 2 gạch chéo gạch chéo tiuyenfull.vn tiểu tử, không cần chống cự vô ích nữa. Càng chống cự thì các ngươi sẽ càng thống khổ đấy. Trong lòng xuất hiện ý niệm này. Trích tinh lão quỳ cười lạnh, chân đạp hư không chậm rãi đối mặt với tử nghiên. Làn khói đen nồng đậm lượn lờ đầy trời tràn ngập áp lực làm cho không ít cường giả của hồn điện hít thở không thông nhìn trích tinh lão quỷ đang bay đến, khuôn mặt tử nghiên dần trở nên nghiêm túc. Những tia sáng màu tím bắt đầu tràn ra từ cơ thể nàng. Ngọc thủ nắm chặt lại, người tự tránh ra hay muốn để lão phu phải động thủ nhắc trước một điều là lão phu không thương hoa tiếc ngọc như đám nhóc danh trẻ tuổi đâu. Đứng cách tử nghiên vài trường, trích tinh lão quỷ chậm rãi xòe tay ra chỉ về phía tử nghiên, thản nhiên nói. Muốn đánh thì cứ đánh, cần nói nhảm nhiều vậy không? Đối mặt với áp lực từ phía Trích Tinh lão quỷ, Tử Nghiên bĩu môi châm chọc, quả nhiên là cá mè một lứa với thằng nhãi này, ngay cả cách nói chuyện cũng sặc mùi khiêu khích như vậy. Sắc mặt Trích Tinh lão quỷ âm trầm lại, trong mắt tràn đầy hàn ý, bàn tay đang chỉ về phía Tử Nghiên đột nhiên nắm chặt lại. Khi bàn tay Trích Tinh lão quỷ nắm lại, một dao động vô hình bỗng khuếch tán ra. Không gian xung quanh Tử Nghiên như bị một trưởng ấn vô hình đè xuống, vang lên những tiếng rắc rắc, rắc rợn người không gian ở cả bốn phía rều ép về phía tử nghiên. Nếu bị loại lực lượng mạnh mẽ bực này nghiền phải, cho dù là cường giả đấu tông đỉnh phong cũng sẽ bị bóp nát. Nhưng khi không gian xung quanh sắp chạm vào tử nghiên thì tử quang trên người nàng đột nhiên dao động rồi khuếch tán ra. Mà theo đó, không gian xung quanh nhất thời ngưng trệ lại rồi từ từ tiêu tán. Dám dùng không gian chi lực trước mặt bà đây, ngươi còn non lắm. Tùy tay hóa đi không gian đẻ ép này. Tử nghiên nhếch miệng lên ra vẻ người lớn nói. Con nhãi, nhìn không gian đẻ ép mà ngay cả đấu tông đỉnh phong cũng phải bó tay lại bị tử nghiên nhẹ nhàng hóa giải như vậy. Trong mắt trích tinh lão quỳ xẹt qua một chút kinh ngạc rồi lão chợt cười lạnh đánh ra một quyền không chút hoa mỹ. Ẩm, ờ, một quyền này vừa đánh ra, khói đen nồng đậm xung quanh nhất thời xảy ra biến hóa ngập trời, sau đó hóa thành một con rắn đen khổng lồ dài hơn trăm trường. Nó ngửa mặt lên trời gầm một tiếng rồi quất đuôi lao về phía trước mang theo kình phong xé rách không gian. Bay về phía tử nghiên cự mãng lướt qua bầu trời tạo thành phong áp cường đại. Dù cách mặt đất hơn trăm trượng nhưng vẫn làm phía dưới xuất hiện một hố sâu hơn mười trượng. Một số tảng đá lớn thậm chí còn vỡ toác tại chỗ. Đối mặt với thế công hung ác của trích tinh lão quỷ, sắc mặt tử nghiên khẽ biến từ quang tuôn ra dữ dội, ngọc thủ nắm chặt lại có thể mơ hồ thấy tử quang ngưng kết lại thành hình một cái đầu rồng. Thái hư quyền, tử nhiên khẽ quát một tiếng tử quang trên ngọc quyền tuôn ra như núi lửa phun trào. Một cự long màu tím khổng lồ hơn 10 trượng mông bay ra từ tay nàng. Sau đó ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng rồi lao vào chiến đấu với cự mãng màu đen. Bành, hai bên va chạm nhất thời bạo phát một tiếng nổ động trời, sóng năng lượng như cuồng phong quét qua vách núi xung quanh sơn cốc quảng trường phía nam sụp đổ những tảng đá lớn bay loạn xạ cuối cùng rơi xuống đáy cốc vang lên những tiếng động rất lớn sóng năng lượng khủng bố tràn tới làm thân thể tử nghiên liên tiếp lui về sau trong miệng phát ra một tiếng rên khẽ nhưng may mắn vẫn chưa bị thương khi sóng năng lượng dân tán đi ánh mắt trích tinh lão quỷ nhìn về phía tử nghiên càng lúc càng kỳ dị tuy một quyền này của tử nghiên khá mạnh nhưng cũng không thể chính diện đối đầu với một trường kia của lão sau khi cảm ứng lão nhận ra lúc hai bên va chạm thì con rồng màu tím kia mở ra một vết rách không gian chuyển hầu hết công kích của cự mãng vào hư vô trích tinh lão quỳ chưa bao giờ nghe nói đến một loại quyền pháp thần kỳ đến vậy quyền pháp thật cổ quái trích tinh lão quỳ cười quái dị một tiếng rồi chợt liếc mắt nhìn tiêu viêm lúc này những gì lão thấy lại dọa lão đầm điềm mồ hôi vì tiêu viêm đang cưỡng chế đem bốn loại dị hòa dung hợp lại với nhau nhìn từ xa như một quả cầu lửa khổng lồ có độ nóng khủng khiếp. Trích Tinh Lão Quỳ có thể nhận thấy rõ ràng thảm cỏ xanh mượt rộng lớn trong sơn cốc đang héo rũ lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Thằng nhãi này có vấn đề, không thể kéo dài thêm nữa. Một màn quỳ dị này rốt cuộc cũng làm cho Trích Tinh Lão Quỳ cảm thấy bất an. Lão đương nhiên biết uy lực của dị hòa mà bây giờ còn là bốn loại dung hợp với nhau. Cho dù là lão, nếu ăn một đòn này cũng sẽ không dễ chịu. Trong lòng xẹt qua ý niệm này, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ dần âm trầm xuống. Thân hình lóe lên như quỷ mị rồi xuất hiện trước mặt Tử Nghiên. Bàn tay lão vỗ mạnh ra, mang theo kình lực mênh mông như muốn xé rách không gian. Nhanh như chớp đánh về phía Tử Nghiên. Đối mặt với đòn tất sát rất đột nhiên của Trích Tinh lão quỷ, sắc mặt Tử Nghiên khẽ biến. Giờ phút này, nàng không thể lùi bước nữa bằng không lão quỷ này sẽ thừa cơ cắt đứt quá trình dung hợp dị hỏa của Tiêu Viêm. Bởi vậy nàng chỉ có thể cắn răng tiến lên, tử quang lượn lờ, trực tiếp cứng đối cứng với Trích Tinh lão quỷ. Phanh phanh phanh, trên bầu trời, hai đạo thân ảnh như bóng với hình, mỗi lần va chạm của tử quang và hắc vụ đều vang lên tiếng nổ mạnh như sấm rền. Kèm theo đó là một tiếng kêu rên đau đớn. Bành trên bầu trời hai thân ảnh lại hung hăng va chạm một lần nhưng bóng hình xinh đẹp màu tím rốt cục cũng không chống đỡ nổi phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm thân hình bị đẩy lùi liên tiếp về phía sau phải mất một lúc mới ổn định lại được khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt nàng đương nhiên không phải đối thủ của trích tinh lão quỳ trong một trận chiến cứng đối cứng nếu tự nhiên không có thể chất mạnh mẽ hơn nữa trời sinh thần lực thì chỉ sợ sau khi đỡ vài trường kinh mạch trong cơ thể nàng đã bị chấn vỡ dù sao cường giả Ngũ Tinh Đấu Tôn đỉnh phong thật sự quá mạnh mẽ. Nhưng so sánh với khuôn mặt tái nhợt của Tử Nghiên, trong lòng Trích Tinh lão quỷ còn nổi lên sóng gió hãi hùng hơn. Qua vài lần giao thủ, lão có thể cảm thấy rõ ràng thực lực của Tử Nghiên chỉ là đấu tông, nhưng nàng ta còn kinh khủng hơn cả Tiêu Viêm. Không chỉ chính diện đỡ hơn 10 quyền của lão, mà lại còn phản chấn một cỗ lực lượng kinh khủng làm bàn tay lão đau đớn. Con bé này là quái vật gì đây? khóe miệng co quắp lại. Trong mắt trích tinh lão quỳ trào ra sát ý mãnh liệt. Đám nhóc này không phải người bình thường, tuyệt đối không thể lưu lại hậu hoạn nếu không ngày sau gặp lại. Chỉ sợ kẻ xui xẻo sẽ là lão. Trích tinh thủ, sát ý trào dâng trong lòng, sắc mặt trích tinh lão quỷ rốt cục cũng trở nên hoàn toàn âm trầm, lạnh lẽo nhìn thoáng qua tử nghiên đang theo dõi hắn. Cười lạnh một tiếng, khói đen bắt đầu ngưng tụ, sau đó lão liền chộp mạnh lấy. Một chảo này cực kỳ quỷ dị bởi vì ngay khoảnh khắc đó bàn tay trích tinh lão quỷ đã biến mất như bị bốc hơi. Chỉ để lại một đoạn cánh tay còn ở ngoài, không gian. Nhìn một màn quỷ dị này trong lòng tự nhiên xuất hiện một cảm giác cực kỳ nguy hiểm thân hình vội vàng lui về sau. Nhưng nàng đột nhiên cảm thấy lạnh gáy như đang có một luồng lực đạo muốn bóp chặt lấy cổ nàng. Chết đi! Bàn tay túm lấy tử nghiên, trong mắt trích tinh lão quỷ hiện lên một chút sát ý, vừa muốn hạ sát thủ thì không gian bên cạnh đột nhiên vỡ ra. Một thân ảnh cao lớn như thiết tháp xông ra từ bên trong, hung hăng xuất quyền với trích tinh lão quỷ. Xem bộ dáng như vậy, nếu bị đánh trúng thì dù lấy thực lực của trích tinh lão quỷ cũng sẽ đầu nát như tương. Biến cố đột ngột làm trích tinh lão quỷ cả kinh, lão tuyệt đối không thể lấy mạng đổi mạng. Buông tử nghiên ra nhanh như chớp, lão đánh ra một trường, chống đỡ với thiết quyền đang hung hăng đánh đến kia. Hảo, kình phong đáng sợ trào ra, trích tinh lão quỷ lui lại hai bước mà thân ảnh cường tráng kia cũng bay ngược ra sau rồi lảo đảo đứng bên cạnh tử nghiên. Khủ, to con, không phải ngươi đang du lịch đại lục sao? Tử nghiên ôm cổ ho khan một tiếng, sau đó nhìn đại hán bên cạnh, kinh ngạc hỏi. Đại hán kia chính là người được tử nghiên dẫn ra từ đan giới. Hùng Chiến, giờ phút này, hắn cũng cười khan hai tiếng, sau đó thật cẩn thận nhìn thoáng qua vết rách không gian kia thầm thì, "Móa nó, không phải ông đây muốn, mà là bị ném tới a, à, cách đó không xa." Trích Tinh lão quỷ lạnh lẽo nhìn Hùng Chiến, sau khi nhận thấy người vừa đến này là một đấu tôn, khóe mắt lão cũng hơi giật giật. Nhưng còn chưa kịp nói gì, sắc mặt lão đã biến đổi, vội vàng nhìn về phía Tiêu Viêm, chỉ thấy một đóa sen bốn màu đẹp đẽ đang trôi nổi trong lòng bàn tay Tiêu Viêm một loại lực lượng làm cho trái tim lão băng giá lặng lẽ tràn ngập ra xung quanh. Nhờ tử nghiên cầm chân được trích tinh lão quỷ cuối cùng tiêu viêm cũng dung hợp ra hủy diệt hỏa liên do bốn loại dị hỏa tạo thành. Đóa sen lửa nhỏ cỡ bàn tay lửng lơ trên thủ trưởng của tiêu viêm. Gương sen bốn màu vô cùng huyễn lệ nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài hoa mỹ. Bởi ẩn sâu trong nó là một lực lượng hủy diệt vô cùng đáng sợ sắc mặt tiêu viêm lúc này tái nhợt dung hợp bốn loại dị hỏa không dễ dàng như hắn tưởng tuy trước kia hắn từng có kinh nghiệm dung hợp loại hỏa liên hủy diệt này nhưng hóa sinh hỏa vốn không phải dị hỏa chân chính nên quá trình đó đã giảm đi không ít phiền toái còn lúc này lại là bốn loại dị hỏa thật sự mức độ phức tạp khi dung hợp lập tức hiện ra nếu thực lực tiêu viêm không tăng vọt, linh hồn không tiến vào linh cảnh, thì dù hắn có mang bốn loại dị hỏa trong người cũng không thể nào chân chính dung hợp thành công hủy diệt hỏa liên. Và lại, giờ này đóa sen lửa cũng chưa hoàn toàn định hình, năng lượng hủy diệt quá mức khủng khiếp dù có là tiêu viêm thì cũng phải cẩn thận điều hòa nó thật cân bằng mới dám đem ra mà chế địch mồ hôi lạnh liên tục dịn đẫm trên trán tiêu viêm rồi hợp lại thành từng dòng chảy dài trên khuôn mặt hắn nhìn chằm chằm vào đóa sen lửa đang chậm rãi xoay tròn trong lòng bàn tay. Vô cùng vô tận linh hồn lực không ngừng quán trú vào hỏa liên. Lực lượng hủy diệt thật đáng sợ. Trên bầu trời xa thẳm, trích tinh lão quỷ thấy tình cảnh này mà sắc mặt kịch liệt biến đổi. Lực lượng hủy diệt từ đóa sen lửa toát ra đã khiến cho trong lòng lão này lên chút gì đó không yên bằng thực lực đấu tông cừu tình của tiểu tử này sao có thể thi triển ra công kích đáng sợ đến thế khóe miệng trích tinh lão quỳ khẽ co giật sát ý trong mắt bất chợt tuôn trào dữ dội người này tuyệt đối không thể lưu ý nghĩ giết người vừa thoáng qua đã tràn ngập trong lòng vẻ mặt của trích tinh lão quỷ trong nháy mắt cũng trở nên dữ tợn thân hình khẽ lay động liền hóa thành một đạo tàn ảnh rồi nhắm thẳng hướng tiêu viêm lướt tới lão có thể cảm nhận được đòn công kích của tiêu viêm vẫn chưa hoàn thành triệt đề. Nếu giờ này hủy nó đi chắc chắn sẽ khiến tiêu viêm gặp phải phản phệ. Đến lúc đó, không chỉ có thể đánh tan đòn tấn công đáng sợ này mà còn có thể thuận tiện giải quyết luôn tiêu viêm, quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện. Trích tinh lão quỷ vừa động thân, lập tức bị tử nghiên phát hiện, nàng vội vàng hét lớn, to con, mau ngăn lão quỷ lại. Hùng Chiến đứng bên nghe vậy chỉ cười khổ gật gật đầu, cước đạp mạnh vào hư không, thân thể giống như một quả đạn pháo thoát nòng, ngay lập tức đuổi theo Trích Tinh lão quỷ, miệng gầm lớn. Thiết Quyền đã dũng mãnh tống vào sau lưng lão quỷ. Vù, bản thể của Hùng Chiến là Long hùng thời viễn cổ, lực lượng cực kỳ cường hãn, một quyền y đánh ra làm cho không gian xung quanh cũng phải biến dạng. Tạo thành một quầng sáng bao bọc bên ngoài quyền đầu, tiếng xé gió chói tai không ngừng vang lên nhận thấy hùng chiến ở sau lưng đang hung hãn vung quyền đánh tới. Ánh mắt trích tinh lão quỷ chợt hiện nét hung ác lão liếc nhìn tiêu viêm cách đó không xa mà mạnh mẽ nghiến răng, đồng thời thân thể lướt chéo sang một bên đầy quỷ dị. Lão quỷ hiển nhiên không có ý định nghênh chiến. Việc trích tinh lão quỷ không quay người lại đã khiến hùng chiến thoáng sửng sốt có điều y cũng chẳng quan tâm. Lão đã không quay lại, vậy thì ăn đòn của ta đi. Oanh, một quyền mang theo kình lực cực lớn xé toạt không khí, cuối cùng cũng hung hăng tống mạnh vào vai trích tinh lão quỷ. Âm thanh va chạm cứ thế vang lên, nắm tay vừa chạm vào vai trích tinh lão quỷ thì nơi đó lập tức xuất hiện một vầng khói đen đậm đặc. Cuộn khói tự hồ một khối bông thật dày, làm tiêu hao khá nhiều lực đạo của hùng chiến tuy vậy vẫn có không ít kình khí xuyên qua mà oanh kích lên bả vai trích tinh lão quỷ. Hừ! một đòn khá nặng ngay lập tức khiến cho sắc mặt trích tinh lão quỳ tái nhợt đi, tiếng xương gãy lạnh lùng vang lên. Hiển nhiên, một quyền vừa rồi của hùng chiến đã thẳng thắn đánh gãy vài rẻ xương của lão quỳ. Gồng mình chịu lấy một chiêu của hùng chiến, trong mắt trích tinh lão quỳ không ngờ lại hiện lên nét diễu cợt. Lão lập tức mượn lấy lực lượng từ quyền phong của hùng chiến mà lao vọt tới. Trong nháy mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu tiêu viêm, cổ họng gầm gừ một giọng cười trầm thấp mà dữ tợn. Người quá ngu xuẩn, tự nhiên nhìn thấy cảnh tượng đó trên gương mặt vốn đã tái nhợt nay lại càng không có nửa điểm huyết sắc. Nàng nổi giận rậm chân một cái rồi đùng đùng quay sang mắng Hùng Chiến. Nhìn thấy trích tinh lão quỷ liều nhận một quyền hỏng đánh chết tiêu viêm, Hùng Chiến khổ sở nghiến răng. Lòng buồn bực khôn xiết hận không thể lập tức lao vào tới ngăn chặn rồi đánh bay trích tinh lão quỷ ra ngoài. Nhưng bây giờ y mới động thân rõ ràng đã chậm bởi trích tinh lão quỷ vừa xuất hiện trên đầu tiêu viêm liền biến đổi thủ ấn, hắc khí ùn ùn kéo đến che phủ cả đất trời. Trong chớp mắt tụ thành quỷ chảo đen kịt dài chừng nửa thước. Màu sắc của quỷ chảo vô cùng đáng sợ, âm khí dày đặc giống như bàn tay tử thần từ địa ngục vươn ra, khiến cho ai nấy lạnh cả sống lung. Cửu u hồn thủ, quỷ chảo màu đen vừa thành hình, sắc mặt trích tinh lão quỷ cũng trở nên dữ tợn. Lão nhìn tiêu viêm rồi quát lạnh quỷ chảo không chút lưu tình hung dữ đánh vào ngực tiêu viêm. đòn công kích này của trích tinh lão quỷ cơ hồ đã vận dụng tất cả đấu khí trong cơ thể. quỷ chảo mặc dù không lớn nhưng lướt qua nơi nào liền làm cho không gian nơi đó trong nháy mắt sụp đổ, tạo thành những vết rách không gian đen kịt thật lớn. những vết rách đen tối đó lại càng khiến cho quỷ chảo nhuốm thêm vẻ âm trầm khủng khiếp. véo, quỷ chảo cực nhanh vừa lóe lên đã xuyên thấu hư không mà xuất hiện trước mặt tiêu viêm. Kình phong dàn dạt đã khiến Tiêu Viêm cảm nhận được một mối nguy hiểm cực độ. Lúc này, đã không ai có thể cứu Tiêu Viêm được nữa. Mà Tiêu Viêm lại càng rõ ràng tình cảnh của mình, hắn nhìn chừng chừng vào vẻ mặt giữ tợn của Trích Tinh lão quỷ, trong con ngươi đen nhánh đột nhiên hiện lên vẻ điên cuồng, muốn ta chết ư? Vậy ngươi cũng phải chôn cùng đi. Sự điên cuồng bắt đầu tràn ngập trong mắt Tiêu Viêm, hắn không cần để ý tới việc năng lượng của hủy diệt hỏa liên đã hoàn toàn ổn định hay chưa cánh tay đã tung lên. Đóa sen lửa lập tức hóa thành một lưỡi lửa thật dài, lướt tới trích tinh lão quỷ đang gần trong gang tấc. Oành, hỏa liên vừa rời tay trong khoảnh khắc thì thanh âm kinh thiên động địa cũng vang lên. Trong nháy mắt một lực lượng hủy diệt từ trên bầu trời như cuồng phong bạo vũ quét ra tứ từ phía. Từng dãy núi sung, quanh như lâm vào một cơn địa chấn. run rẩy và nứt nẻ tạo thành những khe vực khổng lồ, lấy sơn cốc làm trung tâm mà lan tỏa khắp bốn phương tám hướng hồn điện ở bên dưới cũng bị chấn động mà lung lay như sắp đổ đại đa số cường giả của hồn điện lúc này đang kinh hãi ôm đầu mà trốn chui trốn lũi như chuột cơn cuồng phong như hủy diệt đất trời đột nhiên xuất hiện đã khiến cho đấu tôn của cả hai bên phải chú ý chỉ là trong mắt ai nấy lúc này đều hiện lên nét hoảng sợ sau đó mặc kệ đối thủ mà vội vàng tuôn chạy trước khi lực lượng hủy diệt kia kéo đến gần oanh sát na lực lượng hủy diệt kia khuếch tán, quỳ chảo âm trầm rốt cục cũng đập mạnh vào lồng ngực tiêu viêm. Một lực đạo mênh mông giống như núi lửa đột nhiên bạo phát. Phùm, dưới công kích chí mạng như vậy, mặt tiêu viêm lập tức trắng bệch hắn há miệng phun ra một búng máu, trong ngực vang lên những tiếng xương gãy giòn. Toàn thân bị kia kình lực đáng sợ chấn ngược về sau. Lúc thân thể bị đánh bay, trên khóe miệng tiêu viêm vẫn lộ ra vẻ cười nhạo, bởi hắn đã thấy được khuôn mặt kinh hoàng đến cực độ của trích tinh lão quỷ. Hủy diệt hỏa liên nổ tung. Ẩm. À, trong khoảnh khắc, hỏa phong khổng lồ chừng trăm trượng bùng ra, nếu từ phía dưới nhìn lên, vụ nổ thật như đã nối liền trời đất. Cảnh sắc tự hồ có thần thánh xuống trần. Cơn cuồng phong rực lửa tung hoành vô kỵ, lực lượng hủy diệt khuếch tán như sóng gợn, tòa hồn điện đen kịt thật lớn trong sơn cốc rốt cục đã sụp đổ đám cường giả hồn điện không kịp trốn, thân thể ngay lập tức bị sóng lửa nuốt lấy, phù một tiếng hóa thành cho cốt mà bay. Làn sóng hủy diệt vẫn tiếp lan tràn thêm ngàn mét trong phạm vi đó thiên địa một màu đỏ thẫm, rừng rậm thoáng chốc hóa cho tàn. Xa xa trên bầu trời, cường giả đấu tôn của song phương nhìn sơn cốc cơ hồ trong nháy mắt đã tan thành mây khói, mắt ngập tràn hoảng sợ. Bọn họ liên tục hít sâu, lực phá hoại kinh khủng như vậy, dù là thiên tôn của hồn điện cũng khó có thể làm được. Bình, thần thể tiêu viêm bay ngược ra sau, xuyên qua vài tảng đá cực lớn rồi đập mạnh vào vách núi mới dừng lại được. Ngay sau đó một bóng hình xinh đẹp đã vội vàng bay đến. Phất tay chấn vỡ mấy tảng đá đang rơi mà ôm lấy tiêu viêm bay lên không trung kịp thời tránh được làn sóng hủy diệt đang khuếch tán. Hùng chiến liền phi đến bên cạnh tử nghiên. Nhìn tiêu viêm toàn thân đẫm máu, ngay cả ngực cũng đã lõm xuống dưới mới vội vàng hỏi, hắn thế nào rồi? vẻ mặt tử nghiên trầm xuống âm u. Đây là lần đầu tiên nàng thấy tiêu viêm bị thương nặng đến thế. Một đòn toàn lực của đấu tôn ngũ tinh chỉ sợ ở đây không ai có thể ngạnh kháng chứ riêng gì tiêu viêm. Xoạt xoạt, trên bầu trời liên tiếp vang lên âm thanh xé gió là đám người phong tôn giả và tiểu y tiên đang vội vàng lao đến nhìn tiêu viêm đầy người máu tươi vẻ mặt ai nấy đều biến đổi cực nhanh. Ngay lúc đám người tiểu y tiên đang lo lắng cho thương thế Tiêu Viêm thì trong cơn lốc lửa ngập trời đột nhiên truyền đến những chấn động không gian kịch liệt. Hai luồng khí tức còn mạnh hơn nhiều so với Trích Tinh lão quỷ chậm rãi xuất hiện. Nhận thấy khí tức mênh mông cường hãn kia, đám người phong tôn giả nhất thời trầm xuống, hơi thở này. Là người của hồn điện. Lốc lửa cuồng bạo dần dần tan biến trong thiên địa, khiến hai luồng khí tức cương mãnh kia trở nên rõ ràng hơn một lát sau lốc lửa đầy trời đột nhiên dừng lại một luồng lực đạo mênh mông trong hỏa diễm chợt bùng ra rồi mạnh mẽ nghịch truyền hết thảy cuồng phong rồi chậm rãi chấn cho nó tiêu tán hẳn đi nhìn cơn lốc lửa tan biến mộ cốt lão nhân thở dài nhẹ nhõm nếu cứ tiếp tục để lốc lửa cuồng bạo này tùy ý tàn sát bừa bãi chỉ sợ toàn bộ người hồn điện sẽ phải táng thân tại đây thôi hai bóng người già nua nương theo cơn lốc lửa hung bạo đang dần dần tiêu tán mà chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người khí thế mênh mông cũng đột nhiên tăng vọt áp lực cực lớn từ trên trời nén xuống làm cho những người có mặt tại đây chợt cảm thấy căng thẳng trong lòng đã nhiều năm rồi dám đánh giết người hồn điện ta tiêu viêm ngươi là người đầu tiên khi hai người này xuất hiện một âm thanh già nua nhưng lạnh lẽo như băng cũng đồng thời vang vọng khắp đất trời thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau